Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của truyện. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tập 6. Chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cũng như đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác ở trên kênh các bạn nhé. Tập 6. Mần vội vàng cả buổi sáng đến giờ thìn, cô gánh vại nước cùng cháo ra đồng cho người làm ăn. Mọi hành động của cô là vào đôi mắt của con tị ở sau gốc cây mít. Cô ta nhoẻn miệng cười. Mợ cứ cố đi, cậu sớm một cũng không còn chịu đựng được mọ đâu giọng ngầm nỉ non ấy chứa được cả một âm mưu muốn làm bà chủ của con hầu nó tham lam muốn được làm bà chủ mà không nhìn ra thân phận của mình bóng lưng vừa khuất ở sau lưng nó một người lặng lặng đứng đó cậu tân mà không đổi sắc chỉ khẽ cười cái nhà này loạn rồi anh trai à anh lại đem một con dao đến lưng chị dâu chỉ mong anh không bất chấp ghen tuông rồi ân hận cậu tân rời đi Từng bước chân cậu là từng bước sóng gió trong nhà bắt đầu Bi kịch cho cậu cũng từ bước chân này ập đến Cũng vì nó, cô biết có người suốt 4 năm luôn nhìn trộm cô Sau này ở trong tối ủng hộ cô Không tước đeo bêu lưng bêu xanh Để bảo toàn danh tiếng cho người con gái mình yêu Trời nắng gắt ập vào khuôn mặt trắng hồng của mận Cô nhễ nhại mồ hôi Gánh quang gánh đi trên bờ ruộng gập ghềnh Tới ruộng nhà mình Cô thanh rau gọi mọi người Bà con ơi Nghỉ tay lên uống bát cháo khoai rồi làm tiếp hả Mọi người hì hục gặt Nghe tiếng gọi đều Sau lục ục đi đầu ngòi nước rửa tay Ở trên bờ mận hai tay bận bịu Múc cháo ra bát cho mọi người ăn Nhìn cô chịu thương chịu khó Là người làm công Vài người tấm tắc trong lòng bội phục Gả và hảo môn mấy ai vui vẻ Nói gì tới cô Chồng năm bà vợ Có khi thích chỉ sai mình như sợi tóc rơi rụng trên đất Thật làm dâu trưởng gánh vác nhiều trọng trách cô làm dâu gần năm trời chưa thấy tiếng to tiếng nhỏ thầy mẹ đi đâu cũng hắt mũi khoe khoang làm người ghen tị phần nào một bà cô đánh bạo hỏi mận mở cả sao đem cơm cho chúng tôi thế nhà ông tũn có người ở mà mận khéo léo trả lời nhà có thì có chứ bác con làm con dâu cũng đây góp chút sức lực nhà nào mà không phải làm đâu ạ à? vài người thấy cô khéo nói vậy không tiện hỏi thêm mọi người vui vẻ uống xong bát cháo của mình Mở quay thu dọn bát cùng nồi niêu vào quang gánh Chỉ để lại nước uống cho mọi người Sau cô chào những người lớn tuổi Rồi gánh quang gánh đi về nhà Về đến nhà Cô liền xin ông Tún bà Quý Đi về nhà giúp đỡ nhà bên Ông tún từ ngày ông Tẫn cho đổi mối gạo Ông thẹn với bạn nhậu Còn dâu mở lời ông gật đầu ngay Chú Quy nhà ông sai trước Vì tham chút của mà làm người nhìn khinh thường Mận về gian nhỏ của Ngọc Tính kéo cô ta đi cùng Ai à biết cậu Hoàng sao nhiều vải thêu quá Một mình cô ta làm không xuể Mận chỉ biết thở dài Nói thẳng Ngọc lúc đầu nghe vẻ hận cậu Sau cận với hỏi han cô ta Lại một bộ ngốc nghếch tin sái cổ lời cậu nói Mấy lần nói phải tỉnh Đừng lụy quá không khổ Mận ở lâu thương Ngọc mới giúp Ai à biết cô ta yêu cậu nhiều quá Lời vào tai này rồi lại chui qua tai kia Mận thấy một cái tâm chỉ biết cúi đầu theo thùa như cô Thôi cũng không cố nữa một mình đi về nhà mẹ đẻ vậy Đi vào đến sân nhà Cô nhìn không ai ở nhà Chỉ thấy sân phơi đầy thóc vàng ươm Bỏ rổ xuống hè Vén váy đi đảo lúa trong sân giúp thầy mẹ Làm được một lúc Cái tím chạy từ nhà cô ta đến thấy Mận Cô ta hô lên Mận à em về bên này lúc nào thế Em vừa về Chỉ biết thầy mẹ cái hậu Vì nhà em đi đâu hết Để thóc phơi trong sân không ai trông nom không ạ Chú thì đi ra ngoài đầu thôn Chờ tới lượt đập gạo Thím với hậu Vinh đi đồng gặt lúa Cả nhà đi hết tên này Không ai trông lúa Mưa xuống bất ngờ thì phải làm sao ạ à? Cái tím nháy mắt vỗ ngực bảo Chị chưa ai Chị được thầy mẹ nói ở nhà trông lúa cho cả hai mà Mận hoang mang chiều Chị sắp gả chồng Có có thời gian trông lúa Không ở trong buồng chuẩn bị đồ cưới à Nói bậy nào Cưới gả còn tận 3 tháng Vội cái gì Nhà giờ có bao nhiêu người đâu Trong thôn nhà ai không vội gặt lúa Mướn người khó, hai nhà gộp vào đi gặt thêm cho nhanh ấy mà. Vâng, thế chị trông lúa đi, em vào nấu cơm trưa cho mọi người. Mà cả hai nhà muốn được bao nhiêu người thế ạ Tím suy tư dơ ngón tay rồi nhẩm tính. Chị thấy có 8 người, còn nhà mình tổng cộng 8 người, thêm chị cùng em là 10 người. Em nấu cho 18 người ăn là đủ, đã đông ăn khỏe, em nấu nhiều chút. Vâng, vậy em nấu được cơm đây ạ. Mận cởi nón sắn tay đi vào gian bếp Chuẩn bị cơm trưa cho người đi làm Giữa trưa giờ ngọ Mọi người lục đục về Bà vui vào đến sân thấy bếp khói bay nghi ngút Bà chạy vào thấy con gái hụt nấu cơm Đun nước lá vối cho ông bà về ăn uống Bà đứng ở cửa bếp Nhìn con gái thân mảnh mai Thoáng lướt qua Bà nhìn thấu con gái bà càng lúc càng gầy Nước mắt trào ra Bà đi đến kéo cô ôm trong lòng khóc Con vất vả quá Mận bị mẹ ôm bất ngờ dựa vào bờ vai mẹ sau hơn tháng chưa gặp cô lên tiếng an ủi bà con vẫn vậy mà mẹ đừng lo ạ à. con nói thế mà được à mẹ nhìn con xót hết cả ruột đấy mẹ lo quá lại ốm ra bây giờ nhà bên đấy có khó dễ con nữa không Thế mẹ con bên đó không khó dễ con ạ à? mẹ yên tâm bà vui buông con ra kéo cô ngồi xuống ghế rồi vuốt ve gò má của cô con nói thế mẹ chỉ tin một nửa Họ mà khó dễ con lần này Thầy con bỏ vốn lẫn lãi Rồi không vừa lòng thì bác con không thể yên Mận nắm tay bà tươi cười Không cho mẹ nhìn ra cô buồn lòng Thầy bỏ ra chỗ buôn gạo kia Chia cho cậu Hoàng làm chung có hơi lỗ Mà thôi thầy có suy nghĩ của thầy Mẹ yên tâm đi Bên nhà không làm gì con đâu ạ Bà vui buồn bực nói Ừ thì mong là thế Mận sợ mẹ lo đông lo tây Cô chuyển qua chuyện khác Vừa nấu nước vừa hỏi mẹ Bà vui âm thầm an tâm thấy con gái không sầu lo như trước Nhà bà bỏ vốn lẫn lãi ra cho con rể Chỉ mong cậu Hoàng gia đình ông tẫn biết điều mà sống lại với nhà bà Đối xử không khắc nghiệt với con gái bà Cơm chưa xong Cơm chiều cô nấu hơn cho thầy mẹ Rồi về nhà chồng chuẩn bị cơm nước cho thầy mẹ Về đến nhà đã là giờ thân Mình vội vàng đi gian bếp chuẩn bị cơm tối cho cả nhà Đang nấu, con tị nó chân lấm tay bùn đi vào Nhìn cô lưu húi đào nồi thịt kho Ánh mắt lóe khinh thường không để ai nhìn thấy Nó đi đến gần cô Rồi đổi nét mặt thấp hèn nói Mợ nấu cơm còn gì chưa nấu Cần con giúp không ạ à? Mợ ngừng đầu thấy con tị Cô ân cần từ chối Tị đi đồng về Vất vả đi rửa tay chân đi Cơm cho thầy mẹ với cậu thôi Có gì nặng nhọc đâu Con đâu có ngại à Mợ cứ để con giúp Mận không để ý sắc mặt của nó Cô thấy nó nói vậy Không tiện từ chối nên gật đầu bảo nó thêm Vậy em đi thổi lửa Nấu cái nồi đỗ đen kia cho chín Sau đem mật mía nếm cho vừa vặn Để tí mọi người ăn giải nhiệt Con tị giả dối vâng dạ Mở để con nấu nồi chè cho ạ Ừ Hai người nấu cơm Mùi thơm nghi ngút cậu Tân đi đồng về ngang qua Đi vào xót bát nước đun sôi Cậu nhìn Mận quan tâm hỏi Chị dâu nấu món gì thế ạ Mận đang vớt ra muốn luộc ra đĩa Cô nghe cậu em chồng hỏi Thì quay người trả lời Chú đi về đồng rồi đấy à Chị nấu thịt kho cá thôi Vâng em vừa về Chị dâu nấu là cơm tối nay ngon lắm đây Chú cứ khen Em khen thật chứ đùa đâu ạ à? Anh Hòa khéo tối nay ăn no phải đi bộ tiêu thực Chú nói xấu cậu ấy nghe được Lại mặt nặng mày nhẹ cho bây giờ Em chả sợ Anh này tính củ hủ chán ghét Ừ mà thôi chú đi tắm rửa đi Rồi tí lên nhà ăn cơm với thầy mẹ của cậu Hoàng Vâng em về gian trước đây Ừ. cậu đi khỏi, có tị tò mò thăm giảm cô. mở thấy cậu tân thế nào à mỡ? mận xới cơm nghe nó nói thì tò mò, cô nhíu mày hỏi. em hỏi làm gì thế? dạ, con tò mò thôi ạ. À? em tò mò hỏi cậu chủ như vậy không hay đâu. còn tị biểu môi, vâng, có biết rồi ạ. À? mận thầm thì nói, em cũng 14 rồi, đừng có thấy gì là hỏi. em hỏi tôi thì không sao, em hỏi thầy mẹ ông bà mắng cho đấy. Vâng có biết sai rồi ạ Con tị miệng nói mình sai Tâm thì khinh khỉnh nói thầm Oai cái gì Mợ là người chẳng được cậu tôn trọng Gả cho người cả gần năm Vẫn là gái trinh thì dạy được ai Mợ còn giả ngu Cậu Tân nhìn mợ ôn nhu như thế mà nói không có gì Hai người cười cười nói nói Chả giống chị dâu em chồng Để tôi nói cho cậu biết Xem cô còn dạy tôi không biết điều nữa không Mận thản nhiên như không có gì Cô ngẫu nhiên tốt bụng nhắc nhở con hầu kín miệng Ai à biết nó không biết điều Nghĩ rằng cô tặng tiệu về em chồng Mận mà biết nó nghĩ vậy Cô thả gáo vỡ Cũng cho con hầu này biết mùi đời Chỉ tiếc cô không biết gì cả Để khi cô bị cậu vì ghen tuông Tay chân hành hạ cô Lúa gặt về xong Phơi phóng khô đem cất vào chum Một vụ cấy lại tới rồi lại qua đi Chẳng mấy thời gian cho đến Tết trang rằm Buổi sáng như mọi khi Cả nhà ăn cơm sáng xong Việc ai người đó làm Cậu Hoàng cậu Tân lên xưởng gạo làm việc Ông Tũng đi lên huyện xem cửa hàng Hai bà không có việc gì làm Thì ra cây đa đầu làng ngồi chơi cho hết ngày Mấy ngày hôm nay Cô Phụ Ngọc theo thùa Bãng đến buổi trưa mùa vụ đã qua Cơm nước việc này con tị con thủy Vũ Lam nhận làm Cơm trưa đến mấy người ngồi ăn cơm trên bếp Tụi mẹ ăn hai ba miếng Cô bịt miệng nôn khan Mận mặt bất biến Vân là người từng trải Nhìn ngay cô ta có tin vui Mấy người gấm mặt tái nhợt khó chịu ra mặt Mận thì thở dài trong tâm Cô nhớn mày nhìn con Thủy sai bảo Thủy đi thầy lang trung thôn Gọi ông ấy về bắt mạch cho em Tư xem thế nào Vâng cô đi ngay ạ Con Thủy đi khỏi Mọi người mỗi người một tâm tư ăn cũng không vào Vân cái Huệ thì lo lắng nhìn Mận Hai người nhìn cô Bị họ sợ cô buồn Tục lệ vợ lẽ và cửi sau Đẻ con cũng phải sau Giờ tuyên làm lẽ lại có con trước Như vậy cả nhà đối mặt với con dâu cả Nhà thông gia Nhà họ tổ chất vấn Mẹ nhìn ra tâm tư hai người Cô không muốn nhiều lời Đúng hơn không muốn họ nhìn ra sự bất lực trong tâm của mình Cô lên tiếng Thôi mọi người ăn tiếp đi Nếu không ăn nữa để con tị nó dọn Cô nói xong đứng dậy đi về buồng Đóng chặt cửa lại Cô mở cánh cửa sổ nhìn thẳng ra phía xa Mùa thu lá bắt đầu rơi rụng Mặt đứng đó mỉm cười chua chát Cô nói mình không yêu cậu Cô yêu là người khác Nhưng sao tim lúc này tịch mịch như vậy Chẳng hay cô nhìn thấy Tuyền có con với cậu Mà cảm giác vậy ư Gió thoảng qua thổi vào đôi mi đẹp Như là thiên nhiên Ánh mắt trùng xuống bao trùng nỗi buồn xa xăm Nụ cười đẹp đẽ chế đường sự tự dễu Sự cô đơn Cô mỉm cười cho chính mình Lời nói chỉ muốn cô tha lỗi Sẽ không phạm sai lầm Cậu sẽ chỉ có mình cô Cậu chờ cô Lời hứa đó hàng đêm dì bên tai Hóa ra chỉ là lời thoảng qua Cô cam chịu Cô nhịn có lẽ vì lời xin lỗi của cậu Giờ này vợ lẽ đã có chửa, Cô lần nữa khép lại lòng tin dành cho cậu Người đàn ông không đáng tin Thẻ lang đến bắt mặt cho hay Tuyền đã có chửa hơn tháng Bà cả quý trên mặt không nét vui mừng Bà chỉ biết thở dài Cả nhà lâm vào trầm tĩnh chỉ riêng tuyền vừng gấm vui mừng chúc nhau tôi đến cậu hoàng đi từ sửa gạo về nghe tin tuyên có chữa. cậu vẻ mặt thất hồn chạy xuống dưới gian của mận ánh đèn không bật cửa đóng chặt Còn duyên được thằng đậu đi thông báo nó chạy về tính an ủi cô nào ngờ cửa đóng trái từ trưa nó nôn nóng thấp thỏm ở ngoài cùng ngọc đứng chờ lại bất động thấy cậu đi đến nó mới trách cậu cậu làm cái gì vậy cậu hoàng trước cậu đưa mợ ngọc về vì chữa trước nhà con ông bà không có chấp nhất nhưng giờ mợ vào cửa bao lâu nữa là một năm mà cậu để vợ lẽ chửa trước như vậy cậu khinh nhà con như thế á mợ con làm gì sai để cậu đối xử như thế mợ con có làm phật lòng ông bà hay cậu không cậu để vợ lẽ chửa trước hành động này đang đánh mặt mợ con ông bà nhà con đúng không ạ hay cậu thấy một mình mợ ở đây không có ai nên cậu không kiêng nể con còn tưởng cậu thay đổi tính nết cậu hiểu biết Hóa ra cậu là người coi rẻ luật làng Cậu Hoàng thở dốc không cãi được Cậu cũng sốc Cậu nhớ cậu đi gian phụ vài lần Còn lại ở gian chính Cậu là đàn ông Ngủ mà chỉ nhìn thôi cậu nào chịu nổi Nhà có vợ lẽ cậu đi ngủ thỏa mãn Còn với cô cậu vẫn tôn trọng cô Cô không cho cậu động Chỉ là cậu không ngờ Tuyền lại có chửa trước Có duyên nước mắt trải dài Nhìn cánh cửa im lìm Gian nhà có một tia sáng không có Tâm nó đau đớn Chỉ muốn xông vào nhìn xem xem cô có ổn không Dù lý trí không cho phép Nó đập cửa đi vào Nó chỉ còn cách chút bực tức lên mặt cậu Cậu trả lời con đi còn gì nữa Sao cậu phải đầy đọa mỡ con như thế Cậu Hoàng đầu đau như búa bổ Rồi thêm việc con tị gần đây Hay thêm mắm dặm mối về cô cùng cậu Tân Cậu Hoàng xoa thái dương Rồi gầm lên với con Duyên Mày hỏi tao sao mày không hỏi mợ máy Tao ở gian bao lâu Mợ mày không cho Thì tao cho mày chữa được à Cậu nói ra là mọi người choáng váng Con Duyên bật cười Cậu chỉ trích mợ con á Ý cậu nói mợ con có lỗi còn cậu thì không á Tao không có ý vậy Cậu không có ý vậy á Cậu nói như thế Ngang là nói mợ con giữ trinh tiết chê chồng con gì Cậu hoàng tác con Duyên một cái Nó ôm lấy mặt căm giận gào lên Cậu đánh tôi vì cậu thẹn quá hóa giận Cậu nói mợ tôi chê chồng Cậu không nhìn lại bản mặt cậu xem có đáng không Mở tôi nhìn cậu Coi cậu là chồng Để rồi cậu chỉ trích trên lưng beo danh Cậu tồi lắm cậu Hoàng ạ à. Mặt cậu đẹp, tâm cậu đen như mực ấy Mở tôi gả cho cậu Đúng là sai cả cuộc đời này Cậu Hoàng giơ tay tính đánh thêm Cậu Tân kịp giữ lại Anh à, anh bình tĩnh đi Cậu Hoàng nhìn em trai ngăn cản Cậu như mất trí nhớ để cậu Tân chửi Mày nhìn thấy vậy mày vui đúng không Tân Ta cảnh cáo mày rồi Sao mày vẫn đến gần vợ tao Cậu Tân nhìn anh trai như kẻ mất trí Cậu chỉ muốn tiến lên đấm cho vài cái cho tỉnh thôi Anh làm sao còn đổ lỗi cho em Anh không biết xấu hổ à Cậu Hoàng cười ha hả Mày không xấu hổ Mày yêu chị dâu mày Bám díu chị dâu mày có không biết xấu hổ Tao đây làm chồng sao phải xấu hổ Anh nói có chứng cứ không Chứng cứ á? Cậu Hoàng như giật mình nghĩ đấy cái gì Sao cậu lại cười Mày nói chứng cứ Hàng ngày gặp vợ tao mày cười híp mắt Đấy không phải chứng cứ à Cậu Tân chẳng có lời để nói Ông Tún đau đầu nhìn hai đứa con Bà cả lườm bà hai Bà hai chế thì cười khổ Con bà đã buông rồi Có còn phải như trước Cứ thẫn thơ ngồi trước hè Nhìn về gian của con dâu nữa đâu Thời gian này gặp nhau Chỉ hỏi han vài câu Như là chị dâu em chồng thôi mà Hai anh em cậu Hoàng cãi nhau phanh phu chuyện động trời Còn Duyên quên cái tát rác trên mặt nó há miệng nó không dám tưởng tượng chuyện gì Ngọc cúi đầu không hé răng Chuyện này cô phát hiện từ lâu Nhưng cô biết chỉ cậu Tân đơn phương Mận không ai biết chuyện gì Ba người tuyên lại ra vẻ sợ hãi nhìn cậu Tân Cậu Tân nhìn mẹ mình sau nói Anh làm sai thì nên biết hối lỗi Đừng lấy người khác làm bia đỡ Em thích chị dâu em nhận Nhưng em buông hay chưa bản thân anh biết Em ghen tuông mù quáng Em nói thật Anh biết ghen sao anh không tự cảm nhận lấy tình cảm của vợ mình anh tay trái một bà, tay phải một cô Tối nay lên giường với một em Ma lại với em khác Sao anh không biết, chị dâu cũng biết ghen Có ai nhìn chồng mình vui vẻ người khác mà vui được không Anh đừng lôi em vào cái sai của anh Để mà né tránh tội lỗi của mình Cậu Hoàng mỉm môi Cậu Tân liếc xéo ba người tuyên rồi nói Anh nói chị không cho anh á Anh không thấy mình xa đọa Em nói thật Anh mà là người biết thay đổi Anh đúng như lời yêu chị dâu Thì không để cho một người vợ lẽ mang bầu đầu lòng trước cả vợ anh Em là con mẹ chế Em là con vợ lẽ Em nếu là anh Em không bao giờ vứt bỏ người vợ Tào Khang Rồi đem gái về nhà phá cửa đâu Gái có nhiều loại Nhưng anh phải lấy toàn thứ dở đất hỡi thế kia Ăn không hết Đã lo ngày mai chết đói Lười làm rồi ham ăn Mày Anh giờ nghĩ làm sao giải thích cho tộc biểu đi Nhà ông tẫn bên kia nữa Thấy mẹ già rồi Đừng để ông bà đeo lưng không dạy được con thay anh Cậu Tân gắt lên Sau đó rời đi cái Huệ nhìn cậu hoàng mắng. Anh đã khác rồi, anh không còn là anh trai em kính trọng nữa. Anh không thấy chị Vân đã khổ sở, thấy mẹ đau đầu vì sầu lo à? Anh còn làm chuyện đứng đắn này nữa. Giờ chị dâu thứ có chữa phải đẻ, nhưng anh sẽ không còn là người anh em tôn trọng. Vân chỉ lắc đầu rồi kéo cu Tuấn kế Huệ đi về. Bà hai nhìn ông Tuấn, bà cả sau không tiếng động rời đi. Cậu hoàng tâm không phục, em trai mắng cậu, cậu càng tin lời con tị nói đúng vợ cậu cùng em trai tằng tự với nhau ông tũng sầm mặt nói con giải quyết cho tốt đi ông nhìn mấy người tuyên quát đi về con đứng chéo heo đây làm gì không an phận tôi tống cổ hết bây giờ mọi người tản đi chỉ còn ba người cậu hoàng con duyên và ngọc ở lại con duyên nhìn cậu hoàng rồi sau nó với ngọc mở về gian đi nếu có chuyện gì thì gọi ông bà giúp con Giờ con về nhà bên nói tình hình cho ông bà nghe Ừ mày đi đi Có gì tao lên gọi thầy mẹ Hai người nhìn nhau gật đầu Mỗi người một đường mà đi Chỉ còn cậu đứng đó giữa sân nhìn cánh cửa đóng im lìm Mận ở trong buồng Nghe rành mạch cuộc đối thoại Cả người lảo đảo ngã ngồi trên ghế Chồng cô nói cô chê chồng Em chồng yêu cô á Hai cái tin tức cùng tin tuyên Cô chửa một tháng Đủ cô gục ngã Cô không biết nên đối mặt thế nào với em chồng Với chồng nữa đây tiếng gõ cửa đánh thức sự trầm tĩnh trong gian mận ngẩng đầu nhìn cánh cửa lung lay theo từng động tác ở ngoài cậu hoàng gõ cửa không nhận được tiếng mở cửa lòng cậu càng nóng cậu quên mất việc trong nhà vợ lẽ vừa chuẩn ra là có chửa đầu cậu chỉ nghĩ đến việc vợ cậu không cho cậu gần gũi để dành cho người cô yêu cả người nóng như lửa ánh mắt càng lạnh lùng cậu lên tiếng gọi mận mở cửa đi mận ở trong chống người đứng dậy, Lấy bước chân nặng nề ra ngoài mở cửa. ở ngoài cậu đợi lâu, tính lên tiếng nữa thì cánh cửa mở ra. mận đứng trước người cậu, cô liếc cậu, sau xoay người đi vào buồng mà cậu đứng đó. cậu hoàng bị cô bơ đi, trong lòng vừa tức vừa dấm dứt, cậu đuổi theo đi vào rồi cáo giận nói: mận em giỏi thật đấy, em ở trong nghe tôi nói sao không đi ra ngoài giải thích? em ở trong này làm cái gì hả? mận nắm chặt hai tay. Cậu nói vô lý quá thể, cô hôm nay nhất định phải nói trắng đen với cậu. Cô chịu đủ rồi. Cậu nói ngọt, dù vô tình như vậy hỏi sao cô nhẫn tâm? Cậu vào đây chỉ để nói cái đó. Cậu ở sau lưng cô, không nhìn thấy ánh mắt cô chế giễu cậu. Tình giống như con thuyền trôi trên sông, thuyền đi sông vậy tình ở đâu? Người cũng vậy, nói yêu để rồi nhiều vợ thỏa mãn tâm can, nào hiểu nỗi lòng người con gái làm vợ phải san sẻ tình cảm thể xác của chồng cho người khác Tôi vào vì em Vì em á Cậu Lý nên xuống gian nhỏ với em Tư Chứ vào đây làm gì Em khóc đấy à Không em khóc làm gì ạ à? Mà có gì phải bận lòng rơi nước mắt chứ Cậu Hoàng không tin Cậu nói Không khóc sao ở trong gian không ra ngoài Hay nãy tôi nói đúng quá Mận che giấu nỗi sợ Cô thấp thỏm hỏi Chuyện gì mà đúng sai vậy cậu Em lại không biết á Em cố ý đúng không không có Không có Sao ba em run dậy Cậu Hoàng nắm chặt hai vai cô gặng hỏi Mận chỉ lắc đầu Cô đang lặng lẽ rơi nước mắt Trả lời tôi đi Em có phải thích thằng Tân Người cô run mạnh hơn Từng tiếng khóc nhỏ vang lên Em khóc à Vì nó em khóc à Em không chấp nhận tôi vì nó à Mận lấy hết sức xoay người Đẩy cậu rồi trả lời Không Cậu đừng bôi nhọ em Em với chú Tân chỉ là chị dâu em chồng chúng em trong sạch trong sạch á nó nhận nó yêu em kia kìa cậu ấy nhận là do cậu ép cậu bắt ép người ta nhận tôi ép á khi nào cậu ép hay không ai không biết cậu nói em chê cậu cậu đánh con hầu của em cậu giải thích thế nào đây cậu nắm tay cô đẩy phía tường lưng chạm tường cơn đau ập đến cô chưa kịp kêu bên tai vang lên giọng cậu em tránh cái gì tôi làm chồng em đến bao lâu nay làm gì có nhà nào vợ vào cửa không cho chồng chạm vào người mận mắt đỏ thẫm ngập đầy nước cô chỉ nhìn mà không nói không biết giọng cậu to hay làm gì cho ngọc ở gian bên chạy đến cô lo sợ cậu quẫn trí rồi đánh mận như lần đầu cậu à có gì từ từ nói cậu đừng nóng này mất khôn hoàng còn bực bội trong lòng lại nghe giọng ồn ào từ ngọc cậu vung chân đạp cô ta lực chân chiếm năm phần Ngọc ngã gục xuống đất ôm bụng rên rỉ Mận thấy tính đi đến đỡ cô ta Cậu không cho cô kịp nhích chân Đã đè cô sát tường cảnh cáo Em lo cái thân của em trước đi Rồi quản người khác Mận cắn răng Cậu buông em ra đi Buông ra để em tìm tình lang của em à Cậu nói cho đàng hoàng Ai đi tìm tình lang ở đây Cậu đi tìm vợ lẽ của cậu Có vẻ hợp hơn đấy Em cãi tôi à Em nói đúng thôi Cậu vô lý đùng đùng rồi vào chất vấn em với em chồng Cậu ghen tuông vớ vẩn Mận chỉ muốn rời đi ngay lúc này Cô không chịu nổi cái tính quản hạt của cậu Không có sự thật Nhưng cứ bán tin bán nghi nói ra cho bằng được Tôi ghen vì ai Mận suýt cười to Cậu ta đúng là tấu kịch Vì ai Không vì cô là chắc chắn rồi Nghĩ thế nào Năm bà vợ lại đi ghen cô cho được Cậu ghen vì ai là do cậu Cậu hỏi ra em muốn cười đấy ạ Cậu Hoàng túm tay cô càng khẩn Cậu trừng lớn mắt Quy kết tội cho cô Vì em chứ vì ai nữa Hỏi vớ vẩn Em tính thế nào trả lời tôi Em không tính cái gì hết Nó không có thì sao phải tính Em mận nhân mày vì đau tay Cô nhìn cậu mỉm cười hỏi Cậu nói em Vậy giờ cậu trả lời em Cậu để vợ lẽ đẻ trước cả vợ cả như em Vậy nên tính thế nào đây Tính thế nào, có gì về tính Mẫn hít hơi sâu đối diện cậu mà nói Cậu làm em thất vọng lắm cậu Hoàng à Cậu Hoàng thu nét lạnh lùng Đôi mắt ôn nhu hơn Em thất vọng về tôi vì điểm gì Một lần này á học Cô trợn mắt vô bất tỉnh ngay Trên đời này thứ không biết xấu hổ Có lẽ chồng cô đây là vật quý giá hơn vàng bạc châu báu Cậu không biết xấu hổ Cái độ mặt dài của cậu xếp hàng đỉnh cao Ngọc thấy cậu không nổi điên Cô ta ôm bụng lặng lẽ đi ra ngoài Để lại không gian riêng cho hai người Dù sao cũng đã buổi tối muộn Ngọc tưởng mình đi ra không bị phát hiện Hóa ra cô vừa đứng dậy Hai người ta sống ta chết Chất vấn nhau đều biết Cậu Hoàng để Ngọc đi xa Cậu chạy ra đóng cửa chốt then Lúc đi vào Mận đã ngồi xuống giường Cậu đi đến không kiêng nể ôm lấy cô Rồi cười cười lấy lòng Em giận tôi đi à Vừa tôi nóng quá mất khôn Em không giận được không Mận tim run rẩy Cô hoài nghi con người của cậu lần nữa Cô nên nói Cậu lật mặt nhanh Hay cậu có nhiều mặt Chỉ cần bóc lớp này Lớp khác nó lại hoàn hảo ngay nhở Ai dám giận cậu cả hoàng Cậu thích thì gán cho người ta cái tội Không thích thì xin lỗi cho xong chuyện Em ở đây ghen ngược tôi đấy à Dạ em không dám thưa cậu Bị cô lạnh nhạt Tức khắc người vừa nguôi cơn nóng lại bùng nổ Vòng tay ôm cô siết chặt Cậu cán răng nói Chúng ta hành phòng được chứ vợ Tôi làm chồng em tôi sao chịu nổi Mận mím môi rũ mắt Cô đáy lòng lạnh lùng xa cách Cậu mềm mỏng với cô chỉ vì chuyện này Mận chăm chuyển câu hỏi Câu đáp trong đầu Cô thực không muốn cậu động vào mình Mà không cho động Thì cô ở thế này đến già sao được Cậu hôm nay ngang nhiên nói trước bao người Cô không cho cậu động vào Thầy mẹ chồng nghe được Ngày mai mặt cô vác đi đâu nhìn họ Cô vừa tức vừa hận cậu người đàn ông này trong đầu không biết nghĩ cái quái gì cậu chê em rồi quay ngược em chê cậu cậu nói cái này xong rồi đi tính chuyện khác á cái này tôi xin lỗi em từ mấy tháng trước rồi còn gì tôi lỡ lời em tha thứ cho tôi được không không mẹ dứt khoát trả lời cô không nghĩ ngợi gì thêm nói chuyện với cậu cô đau đầu cô cam ghét cậu hơn làm gì có chuyện yêu thương ở đây em dứt khoát quá đấy vâng vậy tối nay được chứ không Em mệt, cậu về gian của Tuyên đi ạ Mận cãi tay cậu Rồi lên giường lấy gối Xoay người nằm vào tường nhắm mắt ngủ Cậu bị hành động của cô Làm cho cả người choáng váng Ngồi thẫn thờ một lúc Cũng cởi quần áo nằm phía ngoài nhắm mắt ngủ Bên này im mắng Bên gian nhỏ vang lên tiếng bước chân đi đi lại lại của Tuyền Cô ta biết mình có chữa Nóng như mở cờ Chắc mẩm cậu về gian ngủ với cô ta vì đứa con Vui mừng quá sớm Thất vọng lại càng nhiều Chờ mãi tới giờ tí Không thấy bóng dáng cậu đâu cả Cô ta vòng ra sân nhỏ Nhìn phía sân lớn tới đèn đuốc tắt hết Chỉ còn tiếng ếch nhái kêu dâm gian Bị thất thố Nghiến sang nghiến lợi đi vào buồng Đóng cửa lên giường hạ mực không thôi Một bên chờ Một bên đang tranh đấu dích giường làm lành với bà cả chưa được Cậu còn thời gian đâu Đi gian nhỏ bầu bạn với vợ lẽ Trên giường Cậu thò tay qua eo cô tính toán ôm vợ Mận chưa ngủ phát cái vào tay Cậu ngủ đi ạ Không ngủ thì xuống giường Ra ngoài mở cửa rẽ phải Qua hai gian tôi chở cô vợ yêu của cậu đi ạ Em chưa ngủ à Ngủ thế nào khi cậu ngọ nguệ như con sâu đó mới Em ngủ sát vào đây Cậu thế nào thế Không ngủ thì để em ngủ Em không thấy ai giống cậu đâu Không giống thì mới làm chồng em Vâng chồng em lắm vợ sau nhiều con Em Thôi nằm yên cho em ngủ đi ạ Không thì đi sang chỗ khác đi cuối cùng bị vợ nói nghẹn lời, cậu nằm yên vắt tay lên trán suy nghĩ. ngày mai tính toán giải thích thế nào với thầy mẹ vợ với biểu tộc. mận thấy cậu nằm yên, cả người cô lúc này mới dám thả lỏng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. ngày mai chuyện của ngày mai đi, hôm nay cô mệt, xin được một giấc yên ổn. sáng sớm tinh mơ, thầy mận đến cửa gặp ông tuấn bà quý hỏi chuyện. vào nhà ông tuấn mời ông vào nhà uống nước, ông tẫn mặt lạnh mở lời. Ông gọi thằng con rể tôi lên nói chuyện được không? À, cái này ông đợi tôi tí. Nói đoạn, quay người gọi thằng Đậu. Đậu à, đi xuống gọi cậu lên gặp ông Tấn. Thằng Đậu mặt trắng, nó đổ mồ hôi chạy xuống gian. Trong gian mới sáng sớm, hai người lại cãi vã nữa. Em bình tĩnh đi nào, sáng ra mà đã nháo thế nào là mận? Tay mận gấp đồ vào tay nải, mặc kệ cậu ở bên lải nhải. Cả đêm cô nằm không yên giấc cô cấn nghĩ mình phải về nhà ở một thời gian ở trong nhà cứ cảnh chồng này vợ nọ mệt mỏi quá độ rồi em nói nghe xem nào em gấp đồ làm cái gì tối qua nói rõ rồi còn gì rõ thế nào mà rõ em nói rồi cậu lần này giải quyết cho tốt em không phải cái mớ rau cậu muốn nấu thế nào thì nấu cậu hoàng túm chặt tay nải miệng liên tục mấp máy chuyện này em cho tôi thời gian tôi không làm chuyện to ra đâu vẫn nhớn mày Thấy cậu tính cho nó bé như cái tâm Rồi ép xuống xong chuyện á Không, tôi không làm em mặt mũi xấu hổ nữa đâu Không xấu gì nữa Giờ là đeo mo vào mặt rồi Em cứ lo là thế nào nhỉ Tôi nói sẽ để em yên tâm mà Mận buông tay nhìn thẳng vào cậu Cậu à Em thực sự mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng với cậu Từ ngày em về làm dâu đến nay Em chưa làm sai điều gì Chưa không nói Được qua năm thầy mẹ nói Nhà nhiều con dâu giảm bớt việc người nấu cơm để phận làm dâu làm em vẫn làm tốt đến ngày mùa nhà có ba đứa hầu thêm vũ lam còn lại đi xưởng gạo hết cùng với lên tiệm vải trên huyện với thầy người làm chỉ thuê công nhật em không than vãn khi ngọc phải theo vải cho cậu con thủy con tị ra đồng gặt lúa thằng đậu đi xưởng gạo nên vũ lam có phải về nhà gặt lúa cho trong nhà vậy nhà mình chỉ còn hai mẹ cùng với ba người kia cậu sao không tính toán ngày mùa nhà ai không có ruộng thuê mướn họ khó công cao nữa lúc này em nấu cơm nấu nước cho người ăn ngoài đồng cô dừng một lúc cô lấy hơi sau mới nói tiếp em làm vợ cậu ngày phải tính toán sổ sách chưa phải bưng cơm hầu thầy mẹ Để cả việc khánh cơm cho người gạt mướn em cũng phải đi nhà neo người lại có ba cái tôn phận ăn không ngồi rồi nó thì cãi nhau thầy mẹ thấy không nói cậu biết không bảo em nên làm chị cả nó một lần hai lần con đường nó nhiều người ta cho là em nhiều lời ghê gớm Cậu nói em ích kỷ cũng được Nhưng cậu phải biết chúng ta thỏa thuận Khi thầy đưa mối buôn gạo cho cậu Chúng ta chỉ hành phòng khi cả hai thực sự chấp nhận nhau Cậu gật đầu đồng ý Dù sao cậu năm lần bảy lượt hỏi em Em từ chối Cuối cùng hôm qua cậu trách em trước mặt thầy mẹ Em chồng chị chồng vợ lẽ của cậu Để cả con hầu thằng hầu cũng ở Cậu nói gì đây Nói em chê cậu Không cho cậu chạm vào á Cậu khi đó sao không nói là cậu đồng ý với thầy mẹ em Sao cậu khốn nạn thế Cậu bội bạc Cậu hài lòng à? Em từ ngày gà cho cậu, có một lúc nào vui vẻ chưa? Hay em chỉ cố gắng sống để thầy mẹ không phải nghe điều ong tiếng ve? Có cậu thì sao? Cậu Hoàng sững sờ buông lỏng tay nải. Cậu muốn nói lại cô, mà nghĩ rằng có gì mà nói lại được. Cậu giờ giải thích hôm qua cậu đó không tỉnh táo, có tính không nhỉ? Sau miệng chỉ học ra được một từ, em... Mẹ rơi nước mắt rồi nói tiếp Cậu không trả lời được đúng không Tôi Cậu không cần giải thích Cậu không cần cố ý tìm lý do Cậu hèn nhát, cậu bạc tình Cậu có thể có nhiều vợ Nhưng cậu không thể cho vợ mình cuộc sống bình thường Cậu ghen tuông mờ mịt Cậu không hiểu, cứ vậy quy kết cho vợ tăng tiệu với em chồng Cậu cảm thấy lương tâm có căn dứt không cậu Hoàng Cậu ngồi xổm xuống nền nhà Mắt cậu dại ra Vợ cậu lần đầu nóng nảy Cô không giống người khác sợ cậu Cô là nhịn nhục vì thầy mẹ, vì gia đình Miệng lầm bẩm cậu ngắn ngủi nói Tôi xin lỗi, Mận cười chua chát, cậu xin lỗi em, em không dám nhận, chỉ xin cậu đừng cho em trên lưng bêu xanh đàn bà có chồng còn thèm thường Cậu hoàng kinh sợ nhìn cô, Mận chỉ cúi đầu tiếp tục đem đồ gấp gọn vào tay nải, không thèm để ý đến cậu. Thẳng đậu đi vào thấp thỏm thưa. Cậu mợ ông cho gọi cậu lên nhà, ông tận đến muốn hỏi chuyện cậu ạ. À? Cậu hoàng bình tĩnh xuống dưới nói, ừ, mày ra ngoài đi, tao lên giờ đây. Cậu đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi nhìn cô. Em ở gian tôi lên nói chuyện cùng thầy. Nếu bên họ không cho giữ Thì tôi đưa Tuyên lên huyện Sau này con lớn đưa về sau Mận nhắm mắt không nghe cậu nói Cậu rời đi Giọt nước mắt cuối cùng lan xuống Cô gạt nó rồi ngồi chết lặng Ở nền nhà lạnh lẽo Cậu hoàng lên nhà có thầy cậu Thầy cô ngồi song song Cậu cúi đầu lễ phép chào Con chào thầy ạ, thầy ăn uống gì chưa ạ Ông Tấn thấy cậu đi tới Ông cố gắng ngồi thẳng người Bình tĩnh nghe cậu giải thích Tôi ăn rồi, Cậu ngồi xuống giải thích việc cậu vừa gây ra đi Cậu Hoàng không dám ngồi Cậu đứng một bên cẩn trọng thưa Thưa thầy, con làm sai Khi không để cho vợ lại uống thuốc Chuyện này để tộc biểu bên kia quyết định ạ Ông Tấn không ngạc nhiên trong lòng Ngoài mặt thì ông cáu bẩn Cậu gây ra Rồi bứt cho người khác chùi mông Cậu không thấy nó xấu hổ à Dạ, con biết chuyện này không đúng Con nhận sai ạ Thầy có thể cho con cơ hội được không thầy Ông tẫn như cái mặt lần đầu biết hối lỗi khép nép của cậu Ông chỉ muốn ngay lúc này đập cho cậu một trận cho bõ tức Ngại về ông tún nên mới im lặng ngủ uống nước Cậu tính đệt tộc biểu quyết Nhưng lòng cậu không có ý kiến à Cậu Hoàng cẩn thận nhìn hai người Con tính đưa tuyên lên huyện ở vài năm Sau rồi con lớn có đưa về ạ à? Ông tẫn còn nhíu mày Ông tún thì ném vỡ chén nước Mày Mày lắm của cái thằng phá gia chi tử này Tao đầu bạc cho mày nuôi một đứa ăn không trên huyện á Cậu Hoàng muốn cãi lại Nhìn ông tẫn mặt hầm hầm Cậu khé nuốt nước miếng Lời ra đến cổ lại lọt vào ruột gan Ông Tũn vừa dứt lời Ông tẫn sẵn lời chửi thẳng Con dễ quý Con đây là ăn nằm nhiều nghĩ ngu rồi Con đã cưới vợ lẽ về nhiều Đã từng nghĩ đến luật làng chưa con Con Ông tẫn đanh giọng Con rể Con cưới vợ lẽ không qua vợ cả Cùng thầy mẹ con gật đầu cứ thế đưa về, nên giá trị trong đó nó chả có gì cả. Giờ con muốn đưa vợ lẽ đi nuôi riêng, có có nghĩ cho thầy mẹ con, nghĩ cho con gái tôi không hả? Còn nữa, cái thỏa thuận hai bên con nói cho thầy mẹ con chưa? Hai con chỉ nói xuông với tôi. Hôm qua con nói cái gì mà con gái tôi chê con, không cho con chạm vào. Luật làng lễ vua còn thua, con đây túm đầu anh tóc hói, đi bó anh đầu chọc, rồi đổi trắng thay đen. Muốn bảo vệ con vợ lẽ, lại muốn vợ cả nhẫn nhịn. Muốn nhà tôi im lặng cho xong chuyện à? Ông bưng chén nước nhấp một ngụm cho nhuận giọng Con rẻ à, con thông minh Đọc đống sách thánh hiền Thư ca mấy ai bằng Thế mà vài ba câu tục lệ, luật lệ không thuộc á Con rể đây là ngu ngốc Hay sống phía dưới không sống nửa thân trên nên nú lẫn hả Việc đơn giản không giải quyết được Vậy tính làm ăn buôn bán, ai tín nhiệm đây Ông tụn xấu hổ bưng chén nước nhấp trên môi không buồn. Bà cả từ buồng đi ra Nghe lời ông Tẫn nói Bà thương con đến mấy cũng không dám mở miệng bao che Ông Tấn hỏi cậu những câu cậu trả lời thế nào được đây Nắm ngón chân cũng biết cậu không tìm được câu trả lời Cậu đưa vợ lẽ về thử vợ là nửa Có một nửa thỏa mãn hứng thú đàn ông của cậu Ông thấy cậu im ra không hé răng Ông không mấy để bụng mà nói tiếp Sao lại im thế Không dám trả lời chứ gì Nói cho thầy mẹ con biết thỏa thuận giữa tôi cùng con Cậu lúc đưa vợ lẽ về hùng hổ lắm Sao giờ im như kiến gõ mõ vậy Cậu hôm nay không giải quyết Mà cho con tôi cái công bằng Thì không có yên như hôm Tết đâu Hoàng à Câu nói của ông Tấn Làm vợ chồng ông Tún tò mò Hai người muốn biết Giữa con rể cùng bố vợ hai người này Có thỏa thuận ngầm gì không Ông Tấn mất công đến sớm Nhà thông gia có ý trong lòng hết rồi Ông hôm nay không lấy cho con ông Cái gọi là công bằng à Ông đấy không bao giờ dám gặp con gái lần nào nữa Không khí trầm trầm Ông Tún mặt banh ra Cố nặn nụ cười gượng gạo Bà quý thì xứng sờ tại chỗ Cậu Hoàng đáy mắt khiếp đảm nhìn bố vợ Cậu lần đầu biết bố vợ có tính cương nghị như vậy Dạo hôm 29 Tết Ông có nói cái gì Bề ngoài ai thấy đều nghĩ ông nhu nhược Ngoài việc biết buôn bán còn lại sợ vợ Cậu Hoàng nói nghĩ cái này chỉ đúng một nửa Ông tẫn có tiếng sợ vợ chỉ bề ngoài Ông cho vợ có to quyền Còn đâu ông sợ Ông mà sợ Có cái nhà nào có nề nếp như thế Ông mà sợ là hôm nay vợ ông đòi đi Ông đã cho đi Đâu để bản thân ông phải đi chứ Ông tẫn cười mỉa Nhà ông thông ra từ khi có nhiều con dâu Vui cửa vui nhà đáo để nhỉ Ba người ông tũn mặt không hiểu chuyện gì Bà Quý sau khi đưa mắt Nhìn ra ngoài sân Mấy người gấm đang xun xuê bên cạnh Tuyên Tuyên Cô đi cho cẩn thận Có trở đi từ từ Nhà mình phú ông đâu phải nhà nghèo rau trộn cá man đâu Vội vàng làm cái gì Cô là may mắn lắm đấy Bên gian có chưa có tiếng tăm gì Cô đã có chửa trước Bà quý nghe được Thì ở trong nhà ai không nghe được Cậu Hoàng tính mở miệng giải thích Ai ngờ ông Tấn nói Vừa lẽ trở trước hoanh hoang nhở Chết tới cổ không biết sai Con rể đứa con này Thầy cho con giữ lại Dù sao nó là một sinh mệnh Còn luật làng tàn nhẫn hay không con tự biết Thầy đây tự làm chủ cho con Đứa con nhưng đứa con này đẻ ra không được chia đất đai Không được bước chân vào họ tổ dù là trai gái Sau khi đẻ ra Đứng dưới gối con gái thầy Không được gọi mẹ ruột là mẹ Mà chỉ được phép gọi là gì Thân phận không được công bố Đầy tháng không ai mời Đừng trách thầy tuyệt tình Đây là nhân nhượng cuối cùng nhà thầy cho con Có việc sửa gạo Lời trước kia chia 46 Thì giờ tính năm đi Cậu Hoàng hoa mắt lùi hai bước Cậu to mắt đi bố vợ Cậu muốn biết Hôm nay ông đến là việc vợ lẽ có chửa quan trọng Hay phần chia chác trong xưởng gạo đây Ông tũn tay cũng run Việc xử gạo nghe phong thanh con trai nói Chỉ là không biết Ông tận lúc đầu đã chia đầu bốn phần Giờ vì sai trước nên lên một phần Một bên phải thuê công làm Phải trong xưởng Phải đi chở gạo, đi giao cho mối Một bên chỉ ngồi thôi cũng ăn năm phần á Tức không phát ra được Ông Tũn cuối cùng nhận được chút manh mối Gái ông phát lạnh Nhà ông tính kế nhà thông gia Đến lúc này ông không nhìn ra con trai mình Bị con dâu cùng bố vợ cho bà chồng Thì ông không xứng sống gần ấy năm Vừa đau lòng vừa khổ tâm không dám kêu Ông tận nói đều có lý Thường vợ lẽ không có chửa trước Đa phần nhà nhà đều để vợ cả có chửa Hay để con đầu lòng mới đón vợ lẽ thì đón Còn vợ lẽ vào cửa Vợ cả chưa có chửa Thì uống thuốc tránh theo thầy lang kê Ông tận làm người thất đức mà đi báo cáo với trưởng thôn Họ tới nhà hỏi chuyện Dân làng biết Nhẹ thì uống thang thuốc long thai Nặng bị đuổi khỏi làng vi phạm pháp luật làng ban ra Đi làng trên xóm dưới Không nhà ai có vợ lẽ đẻ đích tôn cả Dân làng nói Nam tôn nữ ti Trai nhiều vợ Nữ thờ một chồng Đánh gãy chân người thì còn tay Làm vợ Là một con đàn bà chung chồng Vợ cả có địa vị nhất định trong tộc người vợ cả dù ít bước vào trong nhà thờ Nhưng họ lại được vào Còn làm lẽ không có gì ngoài lãi vài đứa con Con đẻ ra thân phận không cao như vợ cả Kế tục con vợ cả có quyền Trừ khi vợ cả vô con trai Mới nhờ đến phận làm lẽ đẻ ra Trong làng đâu đâu cũng có một cái luật Cha gái vụng trộm Không tuân thủ phép nước luật làng Đàn bà không hiếu thuận thầy mẹ Như thân sinh đẻ ra Vợ lẽ không giữ phép của vợ làm lẽ Mấy điều lệ này Ấy mà to hơn cả thằng ăn trộm phạm tội Trên nhà đang căng thẳng Dưới gian Mận thay đổi sắc mặt Không còn một tí buồn bã Cô đứng trước khung cửa sổ Nhoẻn miệng cười tươi như hoa Tay xoay tràng hạt nhỏ Có duyên lén lút chạy đến Thấy cô đứng ở đó Nó đi tới hỏi Mợ Kế hoạch đúng như mợ nói Ông đòi cậu thêm một phần lời Chỉ một phần thôi à ông nói dù sao mợ cũng ở trong nhà hỏi nhiều quá họ ở chó đường cùng giật dây cậu ấy dám á cậu Hoàng lần này không nói bậy bạ nói ra thật khác hôm hai chín Tết một trời một vực Mận bật cười cô trầm giọng phải khác chứ nếu không khác tôi sẽ không ở lại nhưng còn cậu Phú bên kia cậu vẫn đi sửa gạo trong nhà cần Mẫn làm con nghĩ cho tội cậu ấy tính có cũng như không Tôi chọn người dám vứt tất cả vì tôi Mà không phải một người tôi cũng yêu Mở tính vậy Thôi mà con nghe ông tính Để cho chị hậu gả cho cậu Phú Mận giữ người vài giây Sau cô cười khổ Thầy nghĩ vậy cũng tội nghiệp cậu ấy Cái hậu không được lanh lợi Không biết đấu đá khổ sở Vậy để cho con bé gả vào nhà nông nghèo Có lẽ nó sung sướng hơn tôi nhiều đấy Còn Duyên nó ngạc nhiên Thấy cô không phản đối ý ông Tận mật thực sự đối diện với cậu ấy được ạ à? mận xoay người phía giường nhìn tay nải đồ gập ngừng đối diện với cậu ấy á vâng có gì mà không dám cậu ấy lấy cái hậu sẽ hạnh phúc cậu ấy cùng tôi sẽ không có phận nếu không ở gọi đây tôi cũng không gả cho cậu ấy mà mật suy nghĩ quá nhiều nhanh già đấy mợ à mẫn thu nét buồn rồi trêu ghẹo nó duyên biết nghĩ như thế mới nhanh già đấy còn duyên không yếu nó bị môi trả treo con biết nhiều lắm ạ à? Ừ Duy biết nhiều lắm Thế nên đã nhìn chúng ai chưa Vì cô hỏi xéo Nó tức giận dậm chân kháng nghị Mỡ không cần chuyển đề tài Con đây không có bị mỡ lừa đâu ạ Ai lừa em chứ Mỡ bớt đùa con không tin đâu Em năm nay không nhỏ nữa rồi Em vừa mắt ai Tôi nói mẹ mình nhìn rồi gả đi Còn Duyên cuống quýt ôm lấy tay cô Mỡ nói thật á Con không có gả đi đâu Mỡ còn đang rối tung dối bù thế này Con gả đi Sao ai trong sáng ngoài tối Cùng mợ chị mấy cái đồ không yên phận Mận nhìn nó gì nước mắt Cô ôm nó an ủi Tính tôi số khổ Em đi theo tôi đến bao giờ mới được gả đi được Gái 17-18 là ngưỡng cửa Không gả đi Sao em tính chịu nhục giống tôi Bị người ta chỉ trích gái lỡ à Có duyên lắc đầu không chịu Không được Con không gả đi Mợ mà đừng nói nữa Con ở bên mợ Để khi mợ có thể chiếm được cậu Mận thở dài một hơi trách nó Em nhìn tình cảnh này nói chiếm cậu làm của riêng nghe có lý không tôi chỉ mong cậu không dẫn thêm một ai về là đủ rồi mợ à không sao đâu đã qua rồi chung chồng thì chung thôi tôi sao cấm cậu đi gian nhỏ làm vậy cậu không nói thầy mẹ cũng không vui lần đầu không sao lần hai lần ba dân làng họ hay tin gì đấy tôi bát nước bẩn này nhẹ hoàng hà cũng không rửa sạch con duyên tính nói thấy cô không mặn nhạt như vậy nó chỉ biết ngậm miệng lại Cậu Hoàng như vậy Nhìn tới nó không tài nào ngấm nổi Cậu Phú thì nhà nghèo Trai Tân khó thật đấy Nó nhớ ra hôm qua Cậu Hoàng nói tới cậu Tân cũng thích mợ nó Thích thôi thì được gì đây Cậu Tân làm con vợ lẽ Mợ nó gả cậu Hoàng Dù có ly thân cũng không gả cho cậu Tân được Thoát khỏi cái nơi giam cầm Bằng từ hào môn Ai muốn dẫm vào nữa đây Trên nhà Việc chiếm phần coi như hòa giải Ông tũn tươi cười rót chè nước chè mời ông tẫn Ông thông ra Thôi coi như nể mặt tôi Bỏ qua cho thằng con ngu dại nhà tôi Ông với tôi sống tới tuổi này Có cái gì chưa thấy Làng có luật của làng Chúng ta dân buôn bán thì vẫn sống ở làng Trên nhìn trưởng thôn dưới nhìn tổ họ Cái luật này đã có từ thời xưa khó tránh Việc trước tôi có lỗ với bên nhà mình Ông coi như là tôi hẹp hòi Không đáng người làm đàn ông Trên không nói được tâm mình dưới bảo không bu nổi vợ con Cho nên ra cớ sự này Tôi lấy danh dự Từ nay không nhúng tay vào việc vợ chồng cái mận Cũng đồng thời quản chặt mấy cái thứ con dâu Thằng Hoàng cũng sẽ thay đổi Không giàu tính ra trưởng đối với vợ Ông thấy như thế có được không? Ông tẫn nhìn chén nước Ông chèm chẹp cái miệng Ông tuấn cuối cùng Ông nhận sai rồi à? Ông tham quá Con ông cũng vậy Tính lôi con gái tôi và con đường buôn bán để chuộc lợi Nhà ông sao không nghĩ tôi biết sẽ nghĩ nhà ông giống thứ gì không tôi tôi xin lỗi lời xin lỗi này ông xin lỗi con dâu của ông cũng là con gái tôi ý. nhà tôi đâu phải như nhà bãi cắm lợn cho nhà ông thả lợn vào đâu ông tụn lấy lòng gật gật cái này ông yên tâm tôi không để cái mận thua thiệt kia ở trong nhà này ông tẫn nửa đùa nửa thật nói vâng ở nhà ông con tôi sướng nhất làng bốn bên ông tụn bị nói ngượng nghịu xua tay ông thông ra ông cứ nói vậy Ông Tẫn liếc nhìn cậu Hoàng Tôi từ bé đến giờ có biết đùa ai bao giờ Ai như con rể quý Xoay nhà vợ cùng với vợ Như là xoay cối xay lúa ấy. Nhà ông Tũng được phen hít hà Ông Tẫn từ biết đùa người ta Ông từ bé đến lớn không biết đùa Không biết đùa mà đưa đẩy trong buôn bán Cấm ai sánh bằng Cậu Hoàng chỉ có một câu muốn nói thật to Thầy ơi Thầy bớt nói mát người ta Có sai con chịu thua Xin thầy cho con đường sống đi được không Ông tẫn mà biết cậu đang nghĩ gì Ông có mà cười sang sảng rồi tự tin nói Bao giờ mày đàng hoàng với con ông Thì ông đây tha cho mày Còn mày bố láo Ông đây không ngại dạy cho mày thế nào là làm người Bà quý thật làm vợ quá chừng mực Từ đầu bà không nói một lời Ông tẫn biết bà đứng ở cửa buồn Lại làm ngơ như là không biết Ông thấy hai thầy con cậu hoàng được ra Ông bưng chén nước chè nhấp một ngụm Rồi hàm hậu cười Tôi hôm qua nghe cái duyên nó nói Đâu là con thứ nhà ông thông gia thích con gái tôi à Cậu Hoàng tâm lột bột Ông Tũng đứng nhìn hai người nghẹn họng chân chối Mà nhìn ông Tẫn cười như là năm nay được mùa vụ Dạ ý ông Ông Tẫn hiếp mắt hỏi Ý gì chứ tôi đang hỏi nhà ông ấy Ông đây lại hỏi tôi là sao đây Ông Tũng nhìn con trai Cậu Hoàng nhìn ông Trong đầu rối tung rối mù Không hiểu ông Tẫn đây là muốn thế nào Ông Tũng căng ra đầu nói Tôi là không rõ ý ông muốn nói Ý nó ngay trên mặt chứ Ông không hiểu Vậy là ông đần độn đấy à À không 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 á Không đần thì ông nghỉ đi Nói đi cũng phải nói lại Ông mà đần lấy đâu ra nhà ông phú tũn đúng không Thẳng thừng tắt mặt người ta là đây chứ đâu Ông tẫn vất đao đi đòi công bằng cho con Một mình đối đầu hai con hổ cụt đuôi Như cậu hoàng ông tũn Ông cười nhẹ giải quyết Miệng nói tâm thì than Thật là làm cho mình nghĩ cả đêm Cứ tưởng hai cái đầu tham lam Phải sâu như thế nào Hóa ra hổ giấy gọi bằng cụ Vẫn là con gái mình thông minh Ông tụn dấu hổ không đường chui Anh em trong nhà tranh chấp Vì một người lại bị thông ra Người ta chọc thủng màng giấy Nhục nhã, nhục nhã quá mà Cậu Hoàng nói Cái này là thầy nghe nhầm thôi ạ Nhầm á, nhầm lẫn ở đâu Thế nghĩ con Duyên nó tai chưa điếc lại còn vừa ăn cái tát của con. Hẳn là tỉnh tao lắm chứ. Cái này là anh em con trêu đùa nhau thôi ạ. À? Cậu hoàng thở không ra. Ông tận nóng này. Cậu vừa nói rất lời. Ông vỗ bàn cáo vang. Trêu nhau, lôi con ông vào trò đùa mấy người đấy à? Danh tiếc con ông. Không phải cho anh em nhà cậu thích dẫm là dẫm. Muốn đạp thì đạp. Ông truyền lời cho cậu biết. Cậu làm chồng nếu không muốn con gái tôi. Thì nhường ra khối người muốn. Ôm như ngồi gốc mít mà nói văn chương Rồi ẩu đà hành hạ con ông Thì liệu hôn đấy Dạ con hiểu Thầy thấy bớt nóng ạ à? Nóng mà cha nhà anh Mồm cứ sẹo gỗ Cẩn thận tôi khâu lại đấy Dạ vâng vâng Ông tũn há hốc mồm phát khiếp Thông ra nhà ông tính nóng như ông hùng Ông tận đứng dậy khách sao nói Thôi việc xong tôi về Kẻo mẹ nó bên nhà đợi suốt ruột Con trai ông đã hứa thế nào cứ thế mà làm Có việc chiều đẻ bàn xong Nếu là cô vợ lẽ không an phận Tôi đây chẳng ngại gọi trưởng thôn đến gặp mặt vân giải Tôi thời gian này rất nhàn rỗi không ngại đi vài chuyến Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông không làm lớn chuyện Không có gì, tôi cũng là người nhẹ dạ cho con trai ông thêm lần nữa hối lỗi Ông Tẫn mang theo thành công ngay ngang đi ra khỏi cổng nhà ông Tũn Mà người trong thôn nhàn rỗi quá đỗi trâu đem thả ra ngoài đồng trẻ con trông non Và ba ông, ba bà đi quanh làng Nào là uống nước chè nào là giặt quần áo dưới ao làng Hay ngồi rẽ ngô bóc lạc Tụm tụm với nhau Sau chuyện nhà này nhà nọ kiếm làm đề tài Không biết là tai thính nghe ngóng ra Nhà ông Tún có con dâu có chửa Nhà vợ lẽ chửa trước Vợ lẽ không biết đi cắt vài thang thuốc uống tránh Lại vui vẻ khoe ra Dần trong thôn thêm một đống lời đồn không hay Về nhà ông Tún Nhà ông Tún năm nay đi làm mới luật làng đấy Con gái nhà ông Tấn bên thôn Lại mệt với chồng cũ với cả vợ lẽ rồi À, nhà ông tụn lấy con gái ông tẫn chỉ vì nhà ông tẫn có của thôi thì nghe nói nếu không bị hứa cả cho con trưởng ông Tũng con gái ông tẫn đã có nhiều mối muốn mà cuối cùng vỡ phải bái cứt trâu cắm cho bông hoa nhải lời đồn nó chẳng dễ nghe một truyền mười truyền một trăm cả cái làng miệng có ít qua một người lại thêm mắm dặm muối cuối cùng người nhà ông tụn nghe vào tai chỉ biết cắm mặt ở trong nhà chỉ lợi ông Tấn ngồi trong gian dung đùi uống nước chè rồi giết thuốc lào. Ông Tấn càng uống nước chè càng ngẫm bội phục con ông. Lấy danh tiếng quá dễ dàng, chịu thiệt một chút cả làng thương. Thầy mẹ tức không nói được, ngược lại vì thẹn quá, phải nhìn con dâu cao hơn. Vài ngày qua đi, lời đồn chẳng những không giảm còn có hướng bay cao. Cậu Hoàng ngồi trong gian nhìn tuyên lạnh nhạt. Cô ăn no không có việc gì, giúp trong gian đi, Lúc đầu nói dạo uống thuốc tránh Sao cô không nghe lời tôi Tuyên rụt cổ lại Rồi lý nhí Em quên ạ à? Cô quên để giờ cả làng biết Tôi ngu quá Hóa chỉ có cắm cái dưới lên mà sống à Chà cái này Cô thông minh Sao giờ bỗng dưng ngu vậy Không biết trước tôi nhìn thuận mắt cô chỗ nào Nhìn mà học mận kia kìa Tuyên một phần đang mang chữa Cô ta ấm ức khi bị cậu lôi ra so sánh với mận Nặng nhẹ không nghe cứ cãi trước Cậu nói một câu vợ cả Sao lúc đầu không thương mình cô ta đi ạ à? Cô ta có gì hơn em Cậu thừa biết cô ta không cho cậu động vào Còn giữ trinh trắng cho người đàn ông khác mà Sao cậu không mắng cô ta Em vì cậu em thương cậu Sao cậu không hiểu ạ à? Hiểu cái gì cô thì biết cái gì Cái thứ đàn bà chỉ biết lên giường Tuyền ngồi liệt trên giường Đau lòng nhìn người đàn ông cô ta luôn hầu tận tình kia Em chỉ biết vậy Sao cậu còn lấy em ạ à? Lấy cô hay không ấy Cô thích tra hỏi tôi không Em không ạ à? Thế thì câm cái mồm lại Tôi không cho phép các cô Không ai có quyền có chữa hiểu chưa Tuyền phát sốc Cô nắm chặt tay nước nở Cậu không cho chữa Sao để Ngọc có à Cậu hòa gan từng tiếng Ngọc có là ngoài ý Cô ấy có chữa bé gái Có phải con trai đâu Con gái cũng là con đầu lòng mà Con trai mới tính Con trưởng bắt buộc từ vợ cả đẻ ra Mấy cô làm lẽ không được Lúc đầu tôi dặn thế nào Sao để ngoài tai hả Em, em thực không cố ý đâu ạ à? Lại em quên ạ Cậu Hoàng tàn nhẫn nói Bụng chưa lộ rõ Cô sớm uống thuốc đi Đợi mận đẻ được rồi Thì sau đó cô chữa Tuyền tai ù ù nghe cậu buông lời ác độc Cô thét trói tai Không Sao cậu có thể tàn nhẫn với em như thế Cậu Hoàng ngồi trên ghế nhìn cô ta Không một tia ấm áp Cô biết tôi đang gian nan lấy lòng mận Cô lại có chữa Đập cho tôi gáo nước lạnh vào mặt Cô nghĩ tôi tha cho cô à Tuyền lúc này lắc đầu Tay ôm bụng khóc nức nở Không, cậu không được giết con Không được giết con Không giết á Cô không nghĩ cho tộc trưởng xuống tôi với cô nhẹ nhàng mà quả Tuyên cứng đầu nói Chẳng phải ông Tẫn nói cho giữ à Cô ngu si Nghĩ sao bố vợ tôi nói vậy cũng tin Cô hàng ngày ăn cơm không Sao cô ngu thế hả à? Dạ em Cậu Hoàng không kiên nhẫn Cậu đứng dậy nhìn cô ta Cô tự uống Hay để tôi cho người sắc thuốc nhét vào mồm cô Tuyên thân mình run lầy bẩy khóc nức nở cô ta kiên quyết lắc đầu em không uống đây là con em à cậu cười mỉa vậy cô muốn giữ cũng được tôi chẳng quan tâm bên người tôi không chứa người không nghe lời tuyền mềm màn không hiểu ý cậu cô ta tự hỏi trong đầu cậu đã gọi người người đâu tiếng cậu to chỉ qua chén trà có hai người làm đi tới thưa thưa cậu cậu có gì sai bảo ạ à? cậu hoàng chỉ tuyên và kéo cô ta đi lên gian trên nói với bà đưa mười quan tiền cho cô ta rồi hai người kéo xe bò đưa lên huyện Rồi thả cô ta ở đó cho tôi Hai người còn chưa rõ ý cậu Một người mới hỏi lại Ý cậu là giờ Con nói bà đưa cho mười quan tiền Sau đưa mợ tư lên huyện thả ở đó Cùng số tiền bà đưa ấy hả à? Ừ chúng mày đi nhanh đi Giờ hội trên đấy đóng cửa thành đấy Dạ vâng Hai người nhanh chân nhanh tay vào kéo tuyên Cô ta hồi thần biết mình bị cậu ném Cô ta gào lên oán trách Cậu đuổi em đi á Cậu là thằng tội Sao cậu làm thế với em trong bụng em có con của cậu Cậu Hoàng không hé lời Hai người cứ biết điều nhanh xẻ ống quần Lấy rẻ nhét vào mồm tuyên tiểu kêu im bặt Người bị kéo đi xa Cậu đi về gian bếp Vũ Lam ngồi trong đấy sắc thuốc thấy cậu Bà ta đứng dậy cung kính nói Cậu chủ à Thuốc được đặt chưa Thuốc long tha thì được Thuốc kia khoảng canh giờ nữa thì được ạ à? Ừ, chắc thuốc kia trước đi Dạ vâng Bà Lam mang bát thuốc bốc mùi thơm ngậy của Thảo Dược đưa cho cậu làm vậy có tuyệt tình quá không hả cậu Cậu nắm chặt bát thuốc Không tuyệt tình đâu Đuổi cô ta đi còn cho 10 qua là nhân nhượng Có mấy người kia cứ sắc thuốc đi Rồi đem cho đi uống trừ Ngọc Mợ Ngọc ấy hả? À? bố biết còn hỏi à Lúc đấy do Ngọc không cẩn thận đẻ non Sau này tôi không muốn bố cũng cho cô ta uống thuốc rồi còn gì Không làm vậy có chữa nữa hại thân Sợ cả mẹ cả con đều tông Thôi số cả Cậu nhất quyết không cho hai người kia có chữa à Không Hầu dương thì được chứ chữa đẻ thì không xứng Dạ vâng Cậu bưng bát thuốc đi Vũ Lam nhìn bóng lưng cậu nỉ non Cậu yêu mợ như vậy Nhưng cậu có khuyết điểm Đừng ghen tuông nữa có lẽ cậu hạnh phúc Còn ai cứ thế này Sợ là sóng gió không ngừng rồi Tuyền bị cậu đuổi ra khỏi nhà Trước khi đi Cậu cho người bác cậu uống thuốc long thai Tuyền đau đến ngất Người làm nhanh chóng đưa cô lên xe Rồi kéo xe bò đi ra ngoài Cậu Hoàng đứng ở sân, nhìn chiếc xe xa dần, cậu xoay lưng đi về hai gian nhỏ. Đêm nay cậu quyết định giải quyết xong việc. Tuy cậu lợi dụng ba người nhưng vẫn hứa cưới vào cửa, chỉ trách là họ không an phận. Cậu có thể cưới, cũng có thể bỏ. Điều duy nhất cậu không dám phạm sai trong luật làng là cho vợ lẽ sinh đẻ trước. Ngọc là ngoại lệ, vì thầy lang nói 10 phần nắm chắc là con gái, cậu để cô bụng to như vậy, chỉ tiếc cô ta không có phúc làm mẹ. Việc làm của cậu đến tai mận Cô chỉ ngồi trên ghế đầu mỉm cười Nhìn bóng sân mờ ảo Ngọc ở bên lo lắng cau có Chị cả ơi Sao chị không xót ruột thế Cậu làm đến mức tuyệt tình như vậy với Tuyên Chẳng nhẽ chị không sợ cậu làm với chính mình à Mận tự tin trả lời Cậu ta không động đến tôi đâu Vì sao ạ Vì tôi là vợ cậu ta Ngọc mắn ngơ ngẩn Cô ta không hiểu ra làm sao Cô trả lời vậy là thế nào Nhà mấy bà vợ Cô nói vậy là ý gì nhở Trong mắt cậu chỉ có cô là vợ á Ngọc khiếp sợ về ý nghĩ đó của mình Đồng thời ý thức một điều ngay lúc đầu Mà từng nói cậu không yêu cô ta Tưởng chỉ tự mình nói dối mình Sự thật lại vũ phàng như vậy Chị tự tin như vậy ạ à? Ừ Cô đừng nhìn cậu ta vậy mà khinh khi, khi. Nó tóm lại Cậu ta có chủ ý đấy Là một người đàn ông sau này đảm đương nổi cái nhà này chỉ tiếc cậu ta không phải người đàn ông tôn trọng đàn bà như những người khác thôi Ngọc nhấp miệng lẩm bẩm Chị thực sự chỉ 18 tuổi đấy hả chị Vậy cô nghĩ tôi bao nhiêu Em nghĩ Thôi về gian ngủ đi tôi cũng đi ngủ đây Mai dậy sớm có khối công việc đang chờ đấy Ngọc không tình nguyện đứng dậy đi về Mận không dài dòng Cô nghe sau đấy khép cửa lại Đi về gian buồn ngủ Cậu Hoàng ở lại hai gian người gấm Đợi hai người vợ lẽ uống Cậu chỉ nhàn nhạt, nhạt, cảnh cáo vừng Cô thông minh đem biết dừng ở đâu Không cần tôi nhắc nhở Tính tình tôi thế nào mấy năm qua Cô biết rồi đấy Đừng để một chút việc làm không sáng giỏi Để cả đời chôn chân tại nhà thổ Tôi cứu cô ra Lấy cô làm vợ Thì cũng có thể khiến cô cả đời vùi dập Vừng đam đam nhìn cậu Hoàng Môi không mở nổi mà cãi Cô án hận cậu làm cái chuyện này với cô ta Thầm tâm không biết nên nói Cậu tốt bụng Cứu cô ra khỏi nơi phủn hoa Tránh đi thân phận làm cô đào Gả vào làm một cô vợ lẽ của cậu Hay cô phải cười to Cậu đúng là bỏ tiền ra Không muốn thiệt một quân một tốt nào để thử vợ Ngày đầu cô ta còn hy vọng Cậu nể mấy năm cô ta làm đào hát bên cạnh cậu Hầu hạ cậu như con ở Cuối cùng chỉ mong cậu cho cuộc sống Cậu cho cái danh phận trong mắt người đời không bị phỉ nhổ Như khi làm một cô đào bán thân cho các nhà cao quý ở huyện xa xôi Cậu hiện tại nói cô ta không nên đòi hỏi Cậu cho người sắc thuốc Ép cô uống để không có cơ hội làm mẹ Cậu khinh thường thân phận của cô ta Vừng nước mắt chảy dài Oán hận nhìn cậu bước đi Đôi tay nắm chặt Vừng cười chua chát cho cuộc đời éo le của mình Cậu Hoàng đơn thuần Chỉ cảnh cáo riêng Vừng Mà bất hòa nói gấm Vì một người thông minh hiểu ra ý của cậu Còn một người tính tình Xem như Tuyên không biết nghe lời là gì cậu rời đi cũng phân vân cuộc sống sau này trong nhà thay đổi nhiều cậu đang đi chuộc lỗi lầm mình phạm phải cậu đến giờ phút này không hiểu ra mình ngu xuẩn đến cỡ nào thì cậu không phải là cậu hoàng cậu không oán ai cậu chỉ cười khổ khi người con gái trông không có gì ấy lại quá thông minh cô để cậu thử không ra nổi cái gì sai sót ngược lại cô đem còn tất cả cho cậu Bóng đêm thâm trầm một mình lặng lẽ đi về gian nhà khiến tâm cậu nặng nề biết đi vào cô không đợi cậu biết cô làng tránh cậu cậu cam tâm tình nguyện bước vào chỉ cậu biết bóng lưng thờ ơ này ánh mắt không mặn không nhạt của cô chứa được bóng giá người khác một hai ngày cậu không nhìn ra chẳng nhẽ mấy tháng nay không hay từ ngày ở hội đình cậu biết cô nhìn cậu thanh niên ngay sau lưng với ánh mắt khác cô cười cùng cậu ta cười vui vẻ còn cậu ngày ngày nịnh nọt cô cái gì cũng hỏi ý cô lại nhận được cái nhìn lạnh nhạt để cả việc sửa gạo Cậu cũng mở miệng nói cô ngỏ lời với bố vợ Cậu còn đánh đổi là đều là đàn ông Ai cũng chịu giống cực hình Ngủ cạnh không được động vào vợ Cậu phải đợi cô gật đầu đồng ý Không được uy hiếp cô Vì gia đình, vì cái ngu của mình cậu phải nhịn Đáng lòng mà nuốt vào trong cổ họng Thầy mẹ em trai không ai hiểu Còn tưởng cậu như trước không yêu cô Cậu hoàng mắt khép hờ Nhìn mận nằm nghiêng trên giường Cậu thở hát ra Nhích người nằm phía ngoài cùng Động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô giật mình tỉnh giấc Cậu nhẹ nhàng là vậy Mận vẫn giật mình nhíu mày cựa mình Sau đó ngủ hẳn Cậu cũng chìm và giấc ngủ Ngày trăng rằm đến Gia đình họp lại một bữa Sau đâu vào đó Mận một bên giúp cậu Hoàng kiểm tra sổ sách Một bên quản lý việc nhà thay thầy mẹ Trong nhà nhìn bình đạm qua đi Thực tế nó chưa sóng ngầm sắp bùng nổ Ngày thu hoạch vụ mùa thu Làm xong vụ cưới của năm gió mùa thổi về đến đại gia nhà nhà đi mót lạc thả trâu nhà nhàn rỗi thì chuẩn bị hàng tre nứa đem lên huyện buôn bán lấy ít tiền lo tết nhất cuối cùng ngày hai mươi tám tết nguyên đán đến năm nay là năm thứ hai mận về làm con dâu nhà ông tũn nói nhanh thì không nhanh mà chậm cũng chẳng chậm tết năm nay bớt một người cậu hoàng nghỉ tết từ hai mươi sáu tết đóng cửa xưởng gạo vào hôm hai mươi bốn tháng chạp cậu năm ngoái ham sắc Chơi bời hai chín lại làm cho cả nhà xem trò cười Năm nay cậu ngoan ngoãn ở nhà phụ mận gói bánh mắc nồi nấu bánh trưng Ướp thịt làm thịt chiên Muối dưa cải cà pháo Hành củ cho cái bát tết phong phú Ánh lửa bập bùng Nồi bánh trưng bung hơi thơm mùi lá rong nghi ngút Khơi dậy một không khí tết Ban đêm Mận ngồi bên củi lửa trong sân Cô cúi đầu tay thoăn thoát Theo thùa vài gối Cậu Hoàng ngồi bên cạnh chi kỷ hỏi han trời tối quá em dừng tay được không không gần xong rồi cậu ạ à. mà cậu nhìn củi lửa kéo tắt rụi lại mất công nhóm bánh sẽ dính mùi khói em yên tâm đi tôi canh tốt mà mà cậu hôm nay ra vẻ thế việc bếp núc là việc đàn bà cô xuống nhúng tay làm gì cậu hoàng hoa ái cười em muốn ngồi trong bánh tôi trông cùng em Mận bất ngờ với câu trả lời khổ cái cô là người không nhìn nổi một lòng dính như kẹo kéo của cậu cô cự tuyệt vì này cậu không cần bận tâm Ý tốt của cậu em thấy Chỉ là cậu có hiểu những việc cậu làm trước đó với em nó quá sâu Nhìn trong đầu em chưa kịp tiếp thu Cậu Hoàng nháy mắt Ánh mắt bàng bạc Tay không tự chủ nắm chặt khẽ nói Xin lỗi nhá, tôi thực xin lỗi em Không có gì nữa đâu cậu Cậu không cần phải anh ấy Em quen từ khi đó rồi Em... Cậu Hoàng âm thanh phát ra không rõ Mận thì nghe rõ, cô không vui nói Cậu không phải vì câu nói phát tức nghẹn đấy chứ Cậu Hoàng thật tình nghẹn vì sốc Mà không phải vì tức Cô hỏi vậy cậu cười không được khóc chẳng xong Dù rằng một hồi cậu xấu hổ đem củi vào bếp Rồi lảng tránh chuyện đang nói Mai muốn về nhà thầy mẹ hay để sáng 30 Mận không vạch trần cậu Cô theo lời cậu trả lời Chiều mai 29 Em xin về ăn Tết cùng thầy mẹ với các em 30 trong nhà nhiều việc Đi về không hợp ạ Ừ, về mai tôi cùng em về Mận dừng hẳn tay từng mình nghe nhầm Cậu nói gì cơ Cậu Hoàng không trách cô còn hỏi ngược Cậu tươi cười nhắc lại Mai em về nhà thầy mẹ bên đó tôi đi cùng em Cậu Em không cần ngạc nhiên tôi làm con rể Đi nhà mẹ vợ ăn tết là lẽ thường tình mà Mận nhìn vẻ đăng ý của cậu Cô chỉ muốn nhắc cậu có phải đã quên Năm đầu làm rể Cậu cửa không qua nhà không tới Chưa nói làm cho thầy mẹ vợ Một phen hú vía vì cậu Bởi quá như cậu vui vẻ muốn về nhà mình Cô không tiện nói cậu cái gì không tốt dù sao cậu muốn về thì về Coi như tận nghĩa làm con rể cho thầy mẹ cô bớt lo lắng Nghĩ thông suốt Mận im lặng vào việc của mình Mà ai đó cười hớn hở Nói về ngày mai lúc nào đi Mang những gì đi lễ Tết vân vân Ngồi đến nửa đêm Thằng Đậu đi đến Mận thấy nó mới hỏi Dọn dẹp xong rồi đi à Vâng, mở đi ngủ đi để con trông bếp cho ạ Ừ, um, thế em nhìn bếp giúp tôi nhé Bánh tôi vừa cho thêm nước Dạ vâng, mận liếc nhìn cậu Hoàng rồi đứng dậy đi về phía gian nhà Tâm nặng nề bao trùm từng bước đi Đôi vai gầy chứa đựng gió mùa phương Bắc Bao nỗi muộn phiền Sự cô đơn mấy ai thấu đâu Cánh cửa kêu kéo kẹt Mận bước một chân vào Giọng nói vang lên phía sau Chị dâu Mận nghe giọng đó Cả người cô run lên Là em chồng cô gọi Hít sâu cô đứng vững thân mình Cậu Tân bước đến gần Chị sao giờ này chị mới về ngủ Mận thấp giọng trả lời thằng đậu giờ mới xong việc à sao chị về mình vậy anh hoàng đâu ạ à? cậu ấy ở lại ngồi lúc nữa cậu tân nhìn bóng lưng cô cậu thở dài trầm tư cô đây là môi dây buộc mình ai biết được một người thông minh đảm đang như cô trong tình cảm lại khù khờ nói cô đúng là ngốc thật đấy người trong cuộc không thấu người ở ngoài cậu rõ mười mười có thể nói ban đầu gả cho anh cậu cô không yêu thậm chí hận Đến nay nó đã khác Cô không còn chứa ánh mắt hận thù Chỉ còn mặt chán ghét thơ trong đó Tình cảm ánh mắt nhớ một người cũng phai nhòa Có lẽ vì ý chí nó không cho phép của cô Cậu đau lòng nhìn cô gỡ gạo Cậu hận mình đẻ ra không có cái giá cao Cậu không có cái gì để so sánh với anh trai Cậu cũng chẳng có gan đi cướp cô từ anh của mình Vì hạnh phúc của cô, vì thương cô Cậu không thể làm một bước sai Để cô gánh chịu đời bất hạnh Đứng ở sau bảo vệ cô, cậu biết cậu ích kỷ giữa mẹ và người mình yêu, cậu lựa chọn mẹ. Cậu biết mình không có đường để đi, càng muốn buông nó càng lún sâu vào. Mỗi ngày nhìn cô cười, nhìn cô làm việc nhà, nhìn cô hỏi han mọi người làm mướn. Hay mỗi lần cô cúi đầu theo tùa tìm cậu đau, nước mắt muốn rơi. Duy ngành anh trai cậu lấy lòng cô, lại nhận được ánh mắt ghét bỏ. Cậu thầm vui, không biết vì sao mình vui. Cậu khi đó muốn gặp anh trai, rồi cười bảo anh cậu đã thua. Rồi khi cậu biết cô thích người khác Người đó không giàu Nhưng chung lại Cậu biết cô buông vì gia đình cậu ta Rồi không chấp nhận một cô con dâu Đã qua một đời chồng như cô Cậu tân lâm và suy nghĩ Một bên mẹ thấy cậu im lặng Cô không dám bước vào nhà Cũng chẳng dám quay người đối diện cậu Hai bên cứ giảng co trong im lặng Lại không biết ở xa có người đi đến Cậu Hoàng ngồi bếp một lúc Cũng đi về gian Một bên cậu không muốn cô cậu xảy ra chuyện gì Cậu biết quanh vợ có nhiều tình địch Quan trọng cậu chưa chiếm được cô Cậu làm đàn ông Mà chưa được chạm vào vợ nó nhục nhã lắm Chỉ cậu biết những cái mặt cũng cần có Hứa mà không làm thì không phải cậu Cậu nuốt nỗi nhục Về lấy lòng vợ Chỉ có cô gật đầu mới xem như cô là của cậu Chỉ mưu xa đọa Cậu đều bỏ ngang mà nhìn về một người Những suy nghĩ của cậu mận không biết Mà cô cũng không cần biết Cô vẫn đang bối rối ở cửa gian Cậu tần nghĩ xong thấy cô bất an đứng đó Ánh mắt chữ ý cười Cậu biết cô sẽ không bỏ ngang khi nói chuyện chưa xong Mà cậu không biết vì đêm nay Vì ngày mai do cậu của cậu Phú Khiến địa ngục thứ hai nó được mở ra cho cô Chị dâu chị ngủ sớm đi ạ Mận không hiểu chị gật đầu nói Ờ à, cậu cũng về ngủ đi Hai người mỗi người một đường Vừa vặt là vào đôi mắt long sòng sọc vì ghen tuông để mận và đến gian Cậu Hoàng chắn đường gần từng câu với em trai Tân, em đến đây làm cái gì? Cậu Tân giật thoát mình khi nhìn anh trai đứng trước mặt Trong lòng kêu không tốt Hiểu ai không bằng em trai hiểu anh trai mà Nhà ai không biết Chứ nhà này cậu Tân đi guốc trong bụng Vì tính tình anh trai Vì biết cậu mới lo đông lo tây Tránh né không dám tới gần mận Hôm nay thì đen rồi Anh trai gặp cậu từ sân đi ra Còn mặt đen hơn gác bếp thế này Em có việc đi ngang ạ à? Cậu sống chết không nhận Mình vừa nói chuyện cùng chị dâu Cậu Hoàng nghe vậy càng nóng tính Cậu túm cổ em trai mắng Mày với vợ tao làm cái gì Cậu Tân ngốc luôn Tiết tấu gì đây Cậu đến là phục tài suy luận của anh trai mình Anh nghĩ vớ bẩn gì thế Tao nghĩ gì mày không biết à Thật không biết Anh tự nghĩ lung tung thôi ạ à? Tao hỏi lại một câu Mày vừa từ sân gian vợ chồng tao làm cái gì Cậu Tân nhíu mày giải thích em đã nói rồi em đi ngang qua cậu hoàng tức đỏ mặt mày trời tối không nhìn thấy tâm cậu run rẩy cố gắng giọng nhỏ để trong gian bận không biết tới mày chết còn cãi đấy à tao nhìn thấy mày của vợ tao nói chuyện mày giải thích đi giải thích gì chứ anh buông em ra tao không buông mày không nói rõ mày đừng hòng đi cậu tân dùng sức đẩy cậu hoàng anh đừng suy bụng ta ra bụng người em cùng chị dâu chỉ đi ngang gặp thì hỏi hai câu anh cấm được em à anh buồn cười lắm chơi gì chửi người ta như tát nước tao chửi mày như tát nước lúc nào anh tự mình hiểu đi ạ à. mày anh nói chú ý từ em có tên không phải thằng vô tên mà cứ mày ở đây anh cấm đoán vô lý anh càng cấm càng khiến chị dâu ghét anh cậu hoàng chết không nhận sai tao không cần mày lo mày chỉ cần không lảng vảng trước mặt vợ tao là được cậu tân bĩu môi chê trách anh một câu là vợ tao thế chẳng biết Thằng nào lúc đầu giờ ông giờ thằng Đánh vợ tới người tạo oán mình Giờ còn chưa động đậy gì được Mà đã to mồm rõ to Cậu Hoàng bị em trai nói đủ nghẹn đến sặc Nói ai nói cậu nghẹn nhất trong đời Thì mận xếp thứ nhất Thằng em trai này xếp hạng nhì Đừng nhìn cậu tân nho nhã Cậu nói chuyện mát nước thớ xong Để cậu Hoàng có ne rẻ Nếu không cậu ông tụ nắm gáy là bà chế Có mà cậu không kiêng nể ai đâu Tao thích nói đấy Mận là vợ tao Ai dám nói không Vâng ai dám nói một từ không với anh cậu cả nhà phú ông nói một đồ ai dám bảo hai tân ta em không điếc đâu anh nhỏ giọng chút đi ạ à? mày biến ngay đi ngay về đi ngứa mắt cậu hoàng không cãi được bèn đuổi người cậu tân nhếch miệng nói vài câu rồi mới chạy lấy người anh không cần đuổi anh giữ cho chắc không rơi khi nào không hay đấy tiếng gió thổi vù vù cậu hoàng tức nắm chặt tay muốn tát cho em nhưng dơ lên lại phát cái không Lúc này nào có bóng cậu Tân ở đây Cậu ta chạy tới hè từ hồng học kia kìa Bên này cậu Hoàng bị em trai hố Mà điên đảo tâm thần Tức giận cậu đùng đùng đi về gian Mận nằm trên giường trằn chọc Mãi không ngủ nổi Một lo ngày mai cậu theo cô về nhà mẹ đẻ Lại sợ có chuyện chẳng lành Giác quan thứ sáu nói cho cô biết Người đàn ông bên gối không an phận như bây giờ được Thở dài một hơi Cô nhắm mắt lâm vào giấc ngủ Cậu Hoàng bước vào Nhìn Mận chỉ nằm về phần của mình trên giường Cậu đắm chặt tay cởi áo khoác Nằm ngoài về phía của mình Một chiếc giường hai cái chăn Hai mảnh ghép khác nhau Tâm trạng khác nhau Đây là thử thách giữa cặp vợ chồng nghiệt duyên mà đến Có lẽ kiếp trước cô nợ cậu Kiếp này cô phải chịu như hiện tại Thôi thì Âu cũng là cây số cả rồi Sáng ngày hôm sau Cậu Hoàng hí hưởng đem xe bò ra Mang đồ về nhà vợ mận mắt trông tai ngơ mặc cho cậu làm gì thì làm ông tũng thấy con trai tự giác ông hớn hở theo ngày tết mà nhà ai không muốn vui đây ngọc ở một bên chúc mừng mận cô ta thật lòng chúc mừng cô dẫu sao cô ta làm vợ cậu lại hiểu hai từ an phận ngốc có phúc của ngốc hiện giờ cứ ôm cái đùi của mận ngọc về sau cơm no ba bữa chả cần lo đẻ không được thì nhìn con của mận đứa trẻ gọi cô tiếng mẹ hai cần gì đi tranh đoạt thứ không thuộc về mình làm cái gì ngọc là thông minh chứ đâu phải ngốc thấu đáo trong cuộc đúng người sung sướng mận trầm quá cuộc đời không thể xuôi như ngọc được địa vị cao có cái khó của nó thấp mà an nhàn có phải hay không trên xe bò chạy được dọc đường đất làng qua cổng làng bắt ngang qua cánh đồng mênh mông ruộng nước mận lúc này đây đạm nhiên ngắm nhìn cảnh sắc tai nghe tiếng gà tiếng kêu bên tai cảnh sắc hiện vật không tương phản hiện hữu tâm người vô sầu muội cậu hoàng ngồi phía trước đánh xe bò ung dung tự tại nghĩ cách lấy lòng thầy mẹ vợ còn ở nhà ông tẫn phố này chào xem bác nói thế được không ông tẫn mặt khó xử nhìn cậu thanh niên mặt không đổi sắc mà ê cả răng ông chỉ nói cậu lấy con gái hoặc con gái nhà anh trai thay vì chờ đợi con gái lớn nhà ông thôi cũng khổ sở hết nhời dạ con không thích em hậu ạ à? con nguyện chờ mận ạ à? Cậu Phú từ chối càng làm khó ông Tẫn Thực sự bác không muốn thế Nhưng con thấy đấy Cái mận nó nhất quyết không rời thằng Hoàng Con làm con trưởng trong nhà Lẽ ra phải nghe lời thầy mẹ chứ Dạ con Con coi như thương con bé Nhận việc hôn lễ này đi Ngày nó gật đầu đồng ý việc kết thông gia kia Đã luồng trước hết rồi Bác là thầy con bé Sao không biết chỉ giả vờ không biết thôi Năm ngoái con nói lời đó Bác biết ơn nhưng con à Con bé phận đàn bà Có hòa ly đi chăng nữa Cũng không dám bước chân vào nhà con đâu Bác không chê con nghèo Mà con gái bác có chồng Có bỏ thì mang tiếng đời chồng Sao xứng với trai tân Dạ con không để ý à Cậu Phú vội vàng phản đối lời ông Tẫn Sợ cậu nói chậm không kịp Tiếng thở dài bất lực vang lên Ông Tẫn nói lời thấm thía Phú à con đừng cố chấp Cái gì là quá khứ Nó không quay lại Bác là mong là con sẽ hiểu Nếu con thực sự thương cái mận Chấm dứt thứ tình cảm này Thằng Hoàng nó chỉ đang thỏa hiệp Mà không phải thuần phục Nhưng con Phú nghe lời bác đi Dù con lấy một trong hai em đều được Bác tin con là chàng trai tốt Cái mận cùng con duyên đoạn Có bé cuột cường không để kem chịu thiệt thòi vì mình đâu Biết rõ thằng Hoàng nó tính kế trong việc này Nhưng làm sao đây Thời này nam tôn nữ ti chỉ trách con gái bác để ra làm phận đàn bà thưa con Cậu Phú lùi hai bước Nghẹ mặt đau khổ Bác hôm nay bác gọi con Về việc này em ẩn biết không ạ Ông tẫn thương xót cậu Đang gật đầu thật tình nói Con bé nói vậy Nó muốn con lấy cái hậu Cho em gái nó cuộc sống tốt Cho con thứ của bác Có một người chồng toàn tâm toàn ý với nó Cậu Phú sững sờ tại chỗ Sau thì bật cười Cuối cùng có không kịp được cậu ta Cậu ta tàn bạo đa tình lại có được em ấy Em ấy sao phải làm như vậy hả à? Cái này có có thể hỏi con bé Cậu Phú hiểu ra Ông không muốn nói nữa Cậu lễ phép thưa đi về Bước chân đến cổng đập vào mắt chiếc xe bò của cậu Hoàng đi tới Mấy mắt nhìn nhau Mận rũ mắt không nhìn cậu Cậu Phú tâm càng đau Cô không liếc nhìn cậu à Cậu cười chua chát Hóa ra cô không muốn nhìn đến cậu Mận nào hay cậu Phú miên man nghĩ bậy Cô là không muốn cho cậu Hoàng ghen tuông vớ vẩn Rồi chuyện rách ra mà thôi Cậu Hoàng y như rằng Lâm đại kịch Khi thấy cậu Phú từ cổng đi ra Cậu ta miệng không nhịn được mới hỏi Hôm nay ngày cuối năm Cậu còn tới nhà vợ tôi làm gì Cậu Phú nhìn mận Sau đó cười mỉa Cậu hỏi tôi có vẻ muộn Cậu lấy vợ hai năm mới bước chân quý tới cổng Thực là phước ba đời Tôi bận Ai không biết cậu bận lấy vợ lẽ Cậu Tôi có tên, mà thôi, cậu vào nhà đi đừng có hỏi linh tinh. Tôi làm công ở nhà Phú ông, tới đây chẳng lẽ phải qua nhà cậu thông báo à? Cậu Hoàng đỏ mắt nhìn cậu Phú, nháy mắt ghen ghét dâng lên. Mận chỉ biết than phận đàn bà chớ trêu. Cậu tốt nhất tránh vợ tôi ra, đừng để tôi thấy cậu có ý gì khác với vợ tôi. Cậu Hoàng một bên đe dọa, cậu Phú một bên cười nhạt. Cậu cứ để tâm chính mình đi, chẳng ai đi đào đất nhà cậu. Còn cậu vô phước thì người khác không ngại thôi. Cậu im miệng đi Miệng là của tôi Tôi thích thì tôi nói đấy Cậu cái tên nghèo kết xác này Cậu Phú bị nói chạm nỗi đau Nhưng cậu ta không chịu thua Tôi nghèo có tự tôn Có cậu giàu có giờ thủ đoạn bị ổi để cưới vợ Tôi ghê tởm loại người như cậu Cậu Hoàng muốn nói lại Lại bị bàn tay kéo lại Mật âm chầm nhìn hai người Bùa cãi nhau đi chỗ khác đi Hai người ở chỗ làm xấu hổ người khác đấy Một lời đổ hai người mà mặc kệ hai người đứng ở cổng mắt to mắt nhỏ Cô đi vào nhà gặp ông Tấn ngồi hè hút thuốc Thầy à Sao về đây thế Bên đấy ông bà sắm Tết thế nào rồi con Bên nhà con mọi thứ xong rồi ạ à. Bên này thầy trả tiền công cho người làm hết chưa thầy Đâu vào đấy rồi con Mà sao thằng Hoàng Nó cùng thằng Phú nói cái gì thế Lời nhẹ mang hàm ý lo lắng Mận chỉ nói cho qua chuyện Hai người họ nói nhau vài ba câu thôi thầy à Ừ um, thôi kệ chúng nó Con cẩn thận không thằng hoàng nó tính tình không được tốt lại khổ ra <laughs> khổ thì khổ rồi con cũng kệ thôi ạ à. còn em chồng con ý cậu ta không biết có dạ cậu ta không xấu anh em nhà họ thì kệ họ đi thầy ông tẫn không cố hỏi giò nữa ông phủ tay rồi nói ừ thì kệ thấy đây cũng lo xa thôi thầy nhiều việc còn hai em nữa lo nhiều chóng già ra ừ thầy biết rồi hai thầy con nói chuyện cậu hoàng đem lồng gà cũng ít kẹo mật đi vào chào hỏi con chào thầy ạ Ông Tấn hùa theo đon đả Hoàng vào hút điếu thuốc với thầy Dạ vâng Bà vui ở bếp cùng hai đứa con Cùng ra nói vài ba câu Sau kéo mận đi vào trong buồng Cái hộ mặt giống chưa gặp sự đời hỏi thẳng cô Chị Mẫn, anh Hoàng hôm nay là bốc nhầm thuốc à? Thằng Vi gật đầu theo Đúng đấy chị Cả hai năm cấm thế tới cổng Hôm nay bà đặt mang lễ Tết qua Em tưởng anh ấy bị bà vợ lẽ nào làm hỏng đầu Bà vui để im cho hai con hỏi Bà thực muốn hỏi lời này Con rể tới cổng nhà bà Cảm thấy lành lạnh sao ấy Cảm giác nó không được tốt lắm Mận thiếu vỗ chán vì hai đứa em Nói thật cậu đi theo sang nhà cô Đúng là có hơi bất ngờ Hai năm cậu nào tới nhiều Một lần đón dâu Một lần bàn việc xử gạo Bớt quá gặp nhà bên kho có tới nhà chính đâu Nên nói ai không khiếp sợ thì là lạ Cậu ấy có lẽ thay đổi Úi rồi anh ấy biết thay đổi em trồng chuối đi từ đầu làng đến cuối làng <laughs> cái này chị không biết đâu em cứ nhìn anh rể lem buồn nôn nhất là anh ấy lắm vợ còn phải cô đào mới chịu đàng hoàng thì chả muốn đây cứ thích gái ấy. mận nghe vậy cười em trai cô thì im chứ mở miệng ra chết cười như chơi luôn tổn hại người mặt mũi chiêu này đúng là chỉ của em trai mới hợp tính cô em nói thế không sợ cậu ta giận cho đánh mèo à thằng vinh hất cằm Em sợ anh ta chắc Nếu em sợ đã chẳng tát cho mấy phát Bố láo với chị Xem ông đây có tát cho lệch mặt không Vinh tính bao giờ cưới vợ Trong làng xe mai vừa mắt chưa Thằng Vinh nghe vậy Mặt nó đỏ lừ chỗ đây đẩy Em mới sáu thôi Chị tính cho em đeo lưng sớm à Ở trong làng 15-16 cưới vợ đẻ con đấy ra đấy Em sợ cái gì Chị hậu chưa gả em chưa lấy Chị còn chưa có cháu Em chơi em chưa lấy đâu Nói đến con, ánh mắt mận ảm đạm Cô không biết bao giờ chấp nhận được cậu Cô sợ khi mình cho cậu rồi cậu thay đổi Nhiều việc cô không dám suy đoán Người chồng đa đoan này khi cô mệt mỏi sợ hãi Cậu có thể lấy bốn người vợ lẽ Sau lấy thêm Tính tình không cầm được Thấy gái là sáng mắt ra Người thôn không gả Cậu lên huyện tìm gái đào đầy ra Lý do đó cô mới phải mang điều kiện áp cậu Nếu không làm sao một thằng đàn ông chịu nằm im khi bên cạnh vợ Mật nhìn mẹ cùng hai em, cô biết thầy không nói cho họ biết cái điều kiện quá khắc nghiệt kia. Muốn làm một kho gạo nào dễ, tuy chia phần trăm, nhưng ban đầu vốn do thầy cô bỏ, chỉ để áp cậu Hoàng. Rồi ăn chia theo phần, thì thầy cô bị lỗ một phần. Cậu Hoàng lo kho vận chuyển tưởng là vất vả, nhưng vốn ban đầu không bỏ nhiều đâu ra khổ. Cậu than khổ chỉ vì ký giấy khế làm ăn với nhà vợ mới bị áp đầu. Nên nói ở đời làm gì có bát cơm tự rơi vào miệng ăn trong khi không muốn làm Nhà Mận đang vui vẻ bên nhau Nhà hàng xóm có cậu con trai đi làm xa về nhà sau mấy năm An, con về lần này tính lấy vợ không? Hay lại đi thành trong? Người phụ nữ thấp thỏm nhìn con trai hỏi Người con trai thuật nhìn 22 tuổi ngồi trên sập Cậu thấp giọng trả lời Con tính lấy vợ rồi vào thành buôn bán Thế con nhìn ưng con nhà ai? Thiếu niên tên An, nhà sát vách nhà Mận từ nhỏ chơi cùng cô xem như thanh mai trúc mã Nhà nghèo quá năm cậu 10 tuổi Liền tay nải đi vào hướng kinh xin làm Cùng học cách buôn bán kiếm tiền Lần này trở về đích là muốn cưới vợ ổn định gia đình Con muốn hỏi em mận nhà bác Tấn ạ à? Trẻ nước choa một phát rơi xuống đất Người đàn bà nhìn con trai Thực không dám tin lời con mình vừa nói Cái gì? Con nói gì thế An? An tưởng mẹ không nghe rõ Dạ con muốn cưới em mận nhà bác Tấn sát vách với mẹ Người đàn bà nghẹn giọng Cái mận gả cho cái thằng đa tình bên thôn rồi con Cậu An sững sờ nhìn mẹ gấp gáp hỏi Mẹ nói cái gì? Mận gả trong rồi á? Ừ Con bé gả qua thôn ấy Tết này là cái thứ hai Gả rồi á? Con đi lâu vậy rồi à? Ừ Con đi vào đàng trong Đã hơn 10 năm rồi còn gì nữa Em không đợi con à? Đợi cái gì? Nhà con bé có của Sao phải chờ nhà ta? Lại nói nó là con gái Không gả sớm để tới giờ ế rồi Cậu ăn bần thần cả người Hóa ra con hy vọng là sai Em từ không thích con Này có sao thế Con tính là mấy năm Đương nhà mình nhiều thêm chút tiền thì hỏi cưới em Cũng dễ nào đâu em đã gả chồng rồi Mẹ em gả bên đó tốt không mẹ Người đàn bà ngập ngừng mãi mới nói Nghe xong cậu ăn ném cái điếu cày mắng Mẹ kiếp cái thằng mất dạy Tiếng chửi thề nó lên sự tức giận trong người cậu an chăm cay ngàn đáng thích một người vì nhà nghèo chẳng dám trèo muốn nhà miếng cơm manh áo no ấm cậu đeo tay nải đi vào hướng kinh thành tìm công việc một đi mười mấy mùa xuân giờ trở về tay phải sâu tiền đồng tay trái lụa chất đầy dương vui mừng chưa tới bực tức lại tới ai à biết cậu bỏ lỡ mất thời gian đẹp nhất để hỏi cưới biết em gả đi gặp thằng chồng khốn nạn trước tiên phát giận mặt cậu thực khó coi người mẹ già nào dám nói thêm nửa câu Sợ nói thêm cậu đem dao tới cổng nhà người ta mà đánh nhau Bình tĩnh xuống cậu hỏi tiếp mẹ mình Mẹ biết gì về mận nữa không? Người đàn bà khắc khổ ngẫm vài giây rồi mở miệng nói Thật ra thì mẹ nghe đồn Hai đứa nó chưa phải vợ chồng thật Chắc lấy nhau vì giấy tờ manh mối gì đó Khốn thật Chả nhẽ bác Tấn không nói à Nhà bấy ngay nghèo lắm à Sao phải bán con thế Thôi nói nhỏ thôi Tai vách mạch rừng Tết đến nơi người ta cười cho bây giờ con Kệ người ta, lần này con về con có ít tiền, nhà ta không đến nỗi nấu khoai chung sắn. Mẹ xem mà làm đi ạ, con không để cái em đó đến ngất xỉu như trước nữa. Con trưởng thành rồi, thôi chuyện nhà người ta, mình không nên lời ra tiếng vào. Giờ con đừng làm, kẻo con bé mận nó mang tiếng đấy con ạ. À. Con, họ chưa là vợ chồng, ly thân con vẫn có cơ hội mà. Trong làng bao con gái tốt, con cần gì chấp nhất một người con gái có chồng hả cậu an chấp nhất không thay đổi con đi vào kinh lặn lội đường xa ăn bao nhiêu nắng mưa chỉ mong ngày nào đó có tiền cưới em làm vợ mẹ nghĩ có gái thời nay nhà ai có đủ kinh thư chữ viết thông tạo cả làng đi khắp được mấy ai ạ à? con thích em có vì muốn cưới được vợ mà mạo hiểm trở về thấy tình cảnh này mẹ nghĩ con chịu nổi không ạ à? người đàn bà không nghĩ đà kích con trai bà ta thở dài lôi cậu phú và nói con tưởng là con về cưới được á thằng phú kia nó còn chơi cùng mấy năm thích mấy năm cũng chẳng chiếm được nó chi con mẹ không muốn con tức giận con buông đi đừng giống thằng phú chấp nhất thầy mẹ nó đang chửi cho cả nhà đấy thời này ai chấp một gái một đời chồng về làm dâu trưởng đâu mẹ cũng không đồng ý lời thầy mẹ con nên nghe con bé có giỏi cỡ nào vẫn làm phận đàn bà mẹ à thôi thôi đừng cãi ngang con không nghe mẹ gọi biểu tộc đến nếu không được gọi trưởng thôn đến cưới ai chẳng cưới gái nào chẳng là đàn bà Miễn là về nhà biết sán áo vào bếp Gánh qua gánh ra đồng là được Nhà nông có muốn cưới vợ về cung phụng Như bà lớn trong cung đấy à Con Con à Mẹ là người từng trải mẹ biết Thầy mẹ lấy nhau lệnh thầy mẹ mai mối Ngày cưới con chẳng biết mặt nhau Mãi tới ngày đón dâu mới biết đấy chứ Nói thật lấy phải sứt vẹo khi ấy cũng phải chịu Còn nữa Con chẳng lẽ cưới mình con mận Thấy con hai bà đây Mẹ làm bà cả phải cưới vợ cho thầy con con thấy nhà ai không mấy vợ Con nghĩ cứ có chữ là dâu ngoan á Thôi thì mẹ nói thẳng Con mận nó có chữ Nó được đọc sách thánh hiền nhiều hơn con trai trong thôn Nhưng mà gả đi 2 năm Vẫn là gái còn trinh Không cho chồng tới gần là đồ bỏ rồi Lấy chồng theo chồng Lấy chó theo chó Câu này các cụ ví từ thời xưa nay con muốn phá đấy à Nói thế oan cho mấy mẹ Oan cái gì mà oan con đi làng trên xóm dưới xem Có ai không bàn tán Ông tẫn bà vui kia là che đậy Mới không tới tai nó Chứ làm đàn bà không biết chữ hiền huệ thì vứt Cưới vợ để đẻ con Làm lụng chăm lo cho gia đình Chứ không phải lấy loại gái uổng có chữ nghĩa Mà đạo lý làm vợ không biết Mẹ mày đây chân lấm tay bùn quanh năm Chữ mấy từ biết đến Vẫn làm vợ đẻ ba anh em mày Nuôi chúng mày lớn từng này đấy thôi Mẹ à An à nào, con nghe mẹ Thầy con không nhúng tay vào nhưng không ai đồng ý cho con dính vào nhà ông Tẫn Nhà thằng Phú đã khổ rồi Giờ ai không nói con mận cho thằng Phú ăn bùa ngải Để nó chết mê chết mệt đi Một năm vừa rồi không thèm đi làm công Nhất nhất vác cái mặt đi làm thằng ở cho nhà ông Tẫn đi con ạ à. Cậu An sững sờ Đi làm thằng ở chỉ dành cho nhà ai nghèo quá cơm không nổi Chứ có miếng cháo loãng chỉ chịu làm mướn theo công Ai đời chịu tạo khế ở đợ nhở trong lòng chấn động Cậu ta bội phục tâm cậu phú bấy nhiêu Dám làm vậy là phải yêu cô rất nhiều Cậu tạm không nói gì Cậu đang suy nghĩ thiệt hại trong đó Quan trọng trước mắt phải đi kiểm chứng lời đồn Nếu thật như vậy Cậu sẽ có cách Yêu đến tâm phát đau Nói buông là buông thế nào cho phải Là nói về cậu Phú Từ nhà ông Tẫn đi về nhà Mới vào cổng nghe tiếng nói to Bà xem đi Cái thằng chết bầm chết dẫm kia nó đi đâu Nay ngày cuối năm Nó đi trầu trực nhà người ta làm cái gì Tiếng đàn ông chửi to trong nhà Tiếng đàn bà nhỏ nhẹ khuyên Thầy nó đừng tức giận Con nó lớn rồi để tôi từ từ nói Bà nói á Bà thì nói được cái gì Tôi Người đàn ông không ai khác Là thầy cậu Phú Ông tên Xanh Người đàn bà là bà Tám mẹ của cậu Cậu Phú mặt bình tĩnh đi vào chào thầy mẹ Con chào thầy mẹ ạ Mày đi đâu về Cái thằng ngốc kia Ông Xanh đỏ mặt vì tức Ông quát âm lên Cậu Phú hờ hững không sợ con đi bên nhà bác Tấn à? Mày điếc hay mày điên vậy thằng này? Điếu cày bay thẳng hướng chân cậu Phú rơi xuống kêu xoảng một phát. Cậu Phú chịu đau không nhích bước. Bà Tám dương mắt khóc lớn. Thầy nó, đây là muốn giết con nó đây à? Giết cái gì? Bà gào câu nữa, tôi ném mấy mẹ con bà về nhà mẹ đẻ bây giờ. Đúng là con hư tại mẹ. Ông nạt nộ tôi đấy à? Tôi nói sai chắc. Con trai bà ăn bùa bà mê lú đầu óc đã không nói. Có đến lượt bà bà tính cho tôi không cần vác cái mặt già này đi lại trong thôn đấy à tôi bà ngồi im đi đúng là con hư tại bà tất bà nước mắt chảy dài cả năm nay chồng bà hở ra chửi bà không biết dạy con mà khổ lắm chứ nói con trai bảo tuổi chưa hợp chưa cưới ai không biết con bà quỳ xin nhà người ta chờ con gái họ ly hôn rồi cưới trần đời có ai ngu như con bà lấy đồ bỏ của thằng khác vậy không chứ làm mẹ ai không muốn con mình yên bề ra thất Cậu phú thương mẹ Cậu nhún nhường nói Thầy mẹ con không sai Thầy đừng mắng mẹ Ông xanh càng nóng này Chỉ mặt cậu mà chửi Mày ngu lắm Tao chửi mẹ mày Vì không dạy được mày thằng đần nạ Thầy cái gì cũng chửi mẹ Mẹ con làm sai đâu Ở thôn ai không biết mẹ vất vả Nhà nghèo Thầy con lấy hai bà đẻ tận bảy đứa con Ruộng nước tất mẹ cáng đáng dì lẽ chỉ biết ở riêng lo cho mấy em mẹ thì lo trong nhà ông bà bên kia thầy chỉ mẹ sao thầy không chăm chỉ lên giúp đỡ mẹ đi con yêu ai con có quyền mận không làm sai có sai là con sai thôi thầy không cần nhiều lời trách móc cái thằng mất dạy mày lớn rồi miệng ngạnh nhở mày cãi thầy mày đấy à con chẳng cãi con chỉ nói tiếng lòng thôi mận đã khổ sở rồi thầy đừng đổ lỗi gì cho em gả chồng do mai mối do cái mối làm ăn có chồng nghiện gái đã đủ rồi thầy ạ Ông xanh tưởng đau tim vì con Ông đỏ mắt nói Mày không thương thầy mẹ à Phú Mày 20 rồi Không lấy vợ yên bề ra thất Muốn chờ đợi tới mùa xuân nào nữa Triều đình nhà Nguyễn không cấm trai nhiều vợ Còn mẹ mày gà cho thầy Cũng do hai bên thầy mẹ gặp mặt Ngày cớ mới biết mặt biết mũi Nào yêu đương mà vẫn có mấy anh em mày đấy thôi Con hứa rồi Có không thất hứa ạ à? Bộ chén đất nung văng thẳng xuống đất Ông xanh gầm lên Thằng ngu Hứa của mày làm thầy mẹ mày nở mày nở mặt được à Hứa của mày có cơ máu gạo ăn không Thằng mất dạy Thôi 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 ông đừng nóng Con dại cái mang Từ từ đi đừng đánh con mà tội Bà Tám vội vàng ngăn lại tay ông xanh Ông xanh hùng hổ lấy chân đạp vào người cậu Phú Cậu Phú cũng là người cuột cường Không dịch nửa bước đứng im cho thầy đánh Trên nhà ẩm mỹ Gian nhà lá phía dưới Ba đứa em cùng bà vợ hai ông xanh chạy lên Thấy ông đang nóng nảy đánh cậu Phú Bà ta nhào vào cùng bà Tám kéo ông Mấy đứa em thì kéo cậu qua một bên Một hồi ở Mỹ cuối cùng Hai bà kìm ông xanh ngồi xuống chõng tre Cậu Phú đứng trước mặt không mở miệng Cậu ngạnh như vậy Làm hai em trai ngưỡng mộ Nhất nhất noi theo học cái mười phần Bà cả bà hai đến hết cả hồn Nhà nghèo không đủ ăn Vợ cả vợ lẽ không tranh chấp nhưng bà thứ dẫu sao phải biết điều cậu phú làm anh cả bà không bênh về sau bà yên bề cũng khó bà ta chỉ biết cắn răng cùng chị cả kéo chồng khuyên bảo chuyện chẳng đâu vào đâu hai bên không ai nhịn ai cuối cùng tan trong không khí ảm đạm nhà cậu phú một mảnh khó chịu nhà cậu hoàng đêm tối vợ chồng mận cũng bắt đầu khắc khẩu em nói cho tôi biết đi tại sao hôm nay em không bênh chồng em Cậu Hoàng đứng trước giường vung tay múa vuốt chất vấn Mận Mận lại thản nhiên ngồi trên ghế trải đầu rồi làm lơ lời cậu Cậu Hoàng không nhận được câu trả lời của vợ Đầu óc cậu không nghĩ sâu xa cứ ba ba trách mắng cô Có phải em tơ vương cái thằng đó không Mận? Mồm em câm như hến vậy hả? Em khinh thường tôi đấy à? Em trả lời đi Tôi điên lên em hiểu rồi đấy Mận Mận nước mắt nhòe đi cất giọng nói Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Cậu Hoàng phỏng người Em biết rồi con hỏi à Mận nhìn người chồng trước mặt Cô nhắm mắt cười Thế cậu muốn hiện tại Em không cho được Tại sao Cái khế còn hiệu nhiệm chưa phải tới lúc Em, em ngay từ đầu cố ý đúng không Đúng Cậu như vậy, em không có chút bản lĩnh Vậy đời này chỉ là người vợ Cậu muốn làm sao thì làm à Em Mận đi về phía giường lạnh giọng Cậu đừng được đà lớn tới Con người có lòng tự trọng làm đàn bà cũng có kẻ này kẻ kia Em không phải loài người thuận ý theo chồng Mà không có chủ ý Đất Việt chưa từng có người đàn bà vô dụng Cậu ghen tuông cũng vừa phải thôi Đàn bà chúng em có sức chịu đựng hữu hạn Cậu cứ thấy cái gì là nổi điên trách móc Rồi hỏi vậy Chưa nói đến việc Cậu ngay từ đầu sỉ nhục em chê em Cậu không biết bát nước hắt đi Làm sao trở về nguyên vẹn được Huống gì cậu sỉ nhục vợ Cậu chửi vợ kết tóc với cậu Cậu nói em không xứng nếu không xứng Cậu đòi hỏi cái chuyện đó làm gì Tôi Cậu không cần giải thích Một tháng cậu ghen tuông mấy lần Từ chuyện nhỏ nhặt tới cái chuyện nó chẳng dính líu tới cậu cậu cũng nói được Hết cha cái này rồi cha cái khác Em là vợ cậu Không phải con ở của cậu Giọng cô lạc đi Cậu Hoàng không cúi đầu Cậu nghe cô càng nói càng cương quyết Tôi không coi em là con ở Tôi cũng không khinh em Nhưng em phải hiểu một điều tôi là đàn ông Em thấy có thằng nào lấy vợ Giống mèo nhìn miếng thịt treo trước mặt Lại không được ăn như tôi không Tôi có sĩ diện chứ Mận cười lạnh Cậu có sĩ diện á à? Cậu có nó thì sao cúi đầu ký giấy khế Cậu có cái gọi là sĩ diện của đàn ông Vậy cậu không đánh vợ Cậu không lôi đào về làm vợ rồi Cậu cũng không dùng cách bị ổi Để tạo con đường buôn bán Cậu càng nói em càng khinh cậu thôi Mận được giáo dưỡng theo con nhà nho Cô không xưng tôi với cậu Là lẽ làm vợ tôn trọng cậu Nói chuyện cũng giữ mực nhất định Nếu không phải có cái giáo dưỡng đè đầu Có lẽ cô không nể nang gì chửi vào mặt cậu Em muốn tôi nghĩ vậy đấy à Tôi đâu muốn Cậu không muốn á Miệng nói xảo ngôn Tâm không thành thật Em đừng có quá đáng Tôi đang nhịn đấy Mận cà khinh thường cậu Môi mấp máy Đây là nhịn á Cậu đánh thiếu chết Còn biết nhịn á em thực sự không biết sợ là gì đấy à không em biết sợ chứ con người có ai không biết sợ đâu à chẳng hạn sợ chết sợ nghiệp báo em cậu hoàng thực sự phát nghẹn trước mặt người vợ cả này cậu chưa dám tưởng tượng có một ngày mình bị vợ nói đổ không khá được miệng cậu đã không biết nói gì thêm mận lại không dễ tha cô lúc này giả hoạt cười chỗ em không phục vụ được cậu. Bê gian còn hai người vợ lẽ đang chờ cậu đấy ạ. À? Cậu có thể đi được rồi. Cậu Hoàng nén giận đi lại giường ngồi xuống bên cạnh. Cậu thừa nhận đọc sách thánh hiền nhiều, đọc những quyển ký sự ghi lại lịch sử nước Đại Việt, cậu bội phục nhiều người đàn bá anh xuống, dám đi đánh giặc cầm quân. Bội phục là vậy, nhưng cậu trước giờ không nghĩ đến mình phải lấy người vợ không sợ cái gì như mận. Đảo chồng không nói nổi là chuyện như cơm bữa nói khái thể mẹ chồng không một từ thô tục làm người chỉ biết thẹn mà im lặng cậu biết quen cô có nhiều người thích chỉ ngại cái hôn nước giữa cô với cậu không dám mời bà mối đi ngàn lễ cậu thật tâm chửi mình ngu ngốc khi mới cưới cô còn bày trò thử lòng cô cuối cùng từng câu nói từng hành động khiến cậu luôn bị cô chửi xéo mà không dám nói cậu nhận cậu sợ cô vợ này cậu chỉ sợ nóng quá bước cô đường cùng cậu đây không còn cái gì tốt mà ăn Em sao phải nói vậy với tôi Tôi đã nói sẽ học thầy bên đấy Chỉ có mình em Cậu chưa nói hết Mận lên tiếng chặn ngang Thôi đừng Cậu đừng nói như vậy được không Nói thật Em sắp rét run vì câu này rồi Cậu hoàng một mặt cười lấy lòng nịnh vợ Rét là đúng rồi Trời khuya khoát Trời sương buông xuống hại sức khỏe Thôi vui thê chúng ta đi ngủ sớm đi em Mận trợn tròn mắt Đưa tay dụi mắt vài lần Để chắc chắn là cậu hoàng Tên chồng phong lưu nhà mình Mà cô mới mạnh dạn hỏi cậu Hoàng, cô bị ma quỷ bám vào người đấy à cậu nói em cảm thấy mình sắp chết non đấy Phủi phui cái mồm này đi Chồng em đẹp trai con nhà phụ ông phong độ Như công tử trong thành thế này Là nói ai bán vào Cậu nói em muốn nói thật đấy Cẩn thận đi Ói mửa không được tốt lắm Để dành đến khi trừ đẻ ngán ngầm hay ói mửa Mận lần hai bội phục cậu trở mặt Da mặt dày hơn cả cái tường thành Cô không cấm nhớ lại cái mặt như tên điên Khi vừa nãy một đường kéo cô về buồn chất vấn Nhảy mắt Nó chui đầu vô Như giờ hiện ra cái mặt như là lấy lòng Cậu tưởng tốt lắm Em cảm thấy cậu vẫn là chạy đi buồn ở dưới Kẻo hai em đêm nay không được cậu thích Nên ghen ghét Lên lòng hại em mệt lắm Đàn bà khi ghen ghét thì thực sự sợ lắm à Mận nói vậy có ý sâu xa Ai bảo vợ lẽ của cậu Đều dạng cô đào trăm người cưỡi ngàn người thấu đâu nó đàn bà tính ghen cao nhất tụ ở chỗ nào Vậy phải tới gánh đào hát sẽ thấy rõ mười mươi Không say tình thì chớ Đã say ả đào thì chỉ tan cửa nát nhà Vợ chồng choảng nhau như cơm cháo hàng ngày Hiện trạng này nào sai Nhà cô đây hết chửi lại ghen Rồi nói móc nhau cả ngày Cứ như nội đấu trong cung vậy Đầu óc có chút liền biết mấy bà vợ lẽ Của cậu ghen ghét cái ghế chị cả Người vợ duy nhất ngồi vào da phả như cô đây Cậu Hoàng nghe ra ý tứ đuổi người của cô Cậu tháo dài áo choàng ngoài Nhảy một cái vào phía trong giường đắp chăn bông Mệt quá tôi đi ngủ trước Cậu nói thản nhiên đến mận cũng ngứa cả răng Tưởng tống được ông chồng này đi Ai ngờ tình huống này Mận chán nản không buồn nói Cô đi thổi tắt ngọn đèn dầu trên tường Ai ngờ vừa tính xoay người nằm xuống Bị cậu ôm lật vào phía trong giường nói khẽ Làm vợ ấy, nên ngủ trong Cậu chơi chẽn lắm đấy không chơi chẽn cưới được trong khi nhiều thằng thèm chẳng được à mận quả quyết không tranh luận với cậu càng nói cô càng cảm thấy mình hèn mọn đi cậu hoàng được nước lấn tới nằm ôm cô chìm vào giấc ngủ mận mắt không thể nào nhắm lại được cả người cứng còng nhúc nhích hay đẩy tay cậu y như rằng cậu ôm chặt hơn sáng mùng một cô làm dâu đảm phải nói nhà ông tũn là bá hộ keo kiệt nhất vùng tiếng vang chẳng loạn nói phú ông mà cơm nước con dâu làm hết Nhìn ngoài cổng khí khái Ở trong mới hiểu nỗi lòng Người đến chúc Tết ùn ùn đến rồi đi Cậu Hoàng cũng đi chúc Tết Ngày mùng 2 cậu cùng cô về nhà vợ chúc Tết Năm thứ hai Lại hoán năm đầu cậu làm đúng chức trách Cậu Hoàng ngồi uống rượu với mấy người Trong họ hàng nhà cô Mận nhận được cái hậu nói cậu Phú muốn gặp cô hỏi chuyện Cô đi theo nó đến vườn cây Cậu Phú ngồi cái chõng gần đó Thế cô Cậu đon đả cười chạy lên đón hỏi Cậu nhìn cô đến gần Trong lòng cũng cảm thấy phức tạp Mận tới cô nhìn cậu nói Năm mới chúc cậu của các bác Có năm mới vui vẻ Cậu Phú chỉ gật đầu Cậu nhìn cô thong xong như vậy Trong lòng nhấc lên chơi sóng gió Cậu biết triều đình nhà Nguyễn Không cấm vợ chồng ly hôn Chồng đa thê Nhưng cậu càng hận Cái luật làng khó ở Triều đình xa tận miền trong Mà thôn trưởng biểu tộc ngồi nghe trong làng Cậu thấy cô hôm nay Cũng biết lời đồn gần đây Không vào tai cô một bên thầy mẹ cô áp Một bên có lẽ cậu Hoàng bên kia cố gắng giấu Mận ngồi xuống ăn vài chén chảy lam Uống nước chè rồi nói Hôm nay cậu gọi tôi ra đây có việc gì thế Cậu phủ ánh mắt hàm chứa nỗi khổ Mận này Em gả cho cậu ta có hạnh phúc à Mận nhìn cậu ấy mắt không cợn sóng Hạnh phúc hay không Đến nay tôi chưa biết Có thể nói bài chìm ba nổi đi Vì sao em không ly hôn à, Ly hôn á à, Tôi đã từng nghĩ cũng từng muốn Nhưng giờ lại không rồi Cách trả thù tốt nhất là làm người nhìn mà không ăn được mới hay chứ Sao em làm khổ chính mình vậy Làm phận đàn bà có ai sướng đâu Em Phú không biết nên nói thế nào với cô Bây giờ này đây nhân tâm nhộn nhào Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Mà nhìn sắc trời cô không muốn cậu lâm vào đường khó xử Cô mở miệng khuyên nhủ Phú, cậu là người bạn tôi tán thành Chúng ta không có duyên phận nhưng tôi hy vọng cậu không vì tôi khó xử chính mình hay gia đình. Ở làng có tục lệ, có luật, chúng ta không dễ phá được. Người ta thường nói lệnh vua thua lệ làng. Cái hậu em gái tôi tuổi vừa đẹp, có bé năm nay 17. Vài mối đến hỏi mà thầy mẹ chưa gật đầu. Tôi cùng thầy cậu ý chung một đường. Em trai 15, em gái 17 không xa lạ gì. Tôi bất hạnh, nhưng không vì vậy muốn hai em không hạnh phúc. Tôi hy sinh ở lại cùng kết tóc với cậu Hoàng cũng vì hai đứa em tôi. Vì thầy mẹ không khổ tâm. Tôi được sinh ra trong gia đình có mẫu hệ Một vợ như thầy là rất tốt rồi Không phải nhìn con vợ cả vợ lẽ Dù sao cả hai lẽ cũng không mất mát cái gì Đều có cuộc sống riêng Nhưng gia đình hạnh phúc rất nhiều Thầy mẹ nuôi tôi lớn chưa bao giờ báo hiếu được ngày nào Đã làm hai người khổ tâm Tôi đây làm con bất hiếu vạn lần Giờ tôi không nghĩ chính mình Mà khiến một người bạn lâm vào trăm lời chỉ trỏ Cậu 20 rồi đừng nghĩ quá nhiều Em gái tôi là người vợ không tồi Để cậu bao chọn bao dung mận nói một chàng chỉ mong cậu thấu ra đôi khi sự vô tình làm người ta khổ sở nhất mận không nói không phải cô không biết lời đồn hay không cô chỉ không bận tâm họ miệng họ thì họ nói ai cấm họ được đâu cậu phú nghe cô nói thì hiểu được ý cậu đối diện buồn bã hỏi tôi muốn hỏi em một câu thực lòng nhé em trả lời thật tâm được không ừ cậu hỏi đi cậu phú nắm chặt tay cô tôi muốn hỏi em em từng thích tôi à mận nhìn cậu không trả lời ngay em không muốn nói ư tôi chỉ muốn biết em từng thích tôi lần nào chưa cậu hỏi cô câu này đồng thời trong lòng đã quyết tâm cô đã nói hai người không có duyên vậy cậu thỏa mãn cô có chỉ một câu đơn giản khiến tâm cậu mãnh liệt đau cậu nghe ra cô không ghét cậu cô thích cậu chỉ tiếc hai người không duyên phận với nhau chắc ai được đây nó là trời định rồi hai người có duyên gặp có thích nhau Thân phận ràng bố không đến với nhau Cảm ơn em tôi nghe em Tâm tôi đau nhưng đây là ý của em tôi sẽ nghe em Cảm ơn em vì tất cả mấy năm qua giúp tôi hiểu thích một người thế nào Tôi hứa đời này cho em cuộc sống tốt Điều này không được thực hiện Tôi sẽ thay bằng cách bảo vệ em Tôi chấp nhận làm em rể của em Chỉ mong quyết định này của em là đúng Mận thở hát Cô không thể yêu cậu Thứ tình này coi như nên buông Cô chưa nói nhưng cậu Phú nói tiếp Tôi hứa với hậu Tôi hứa với em Tôi không giàu có Nhưng đủ cho em gái em có cuộc sống tốt Tôi không để em ấy sống cảnh vợ lẽ vợ cả đâu Vâng, cảm ơn cậu Không cần cảm ơn Nếu em muốn tôi sẽ nghe Chỉ mong em hạnh phúc thôi Em trưởng thành trước số tuổi Em cứ vậy chính là mua dây buộc mình đấy <laughs> Mua dây hay không tự tôi biết mà Mua dây thì đã sao Chỉ cần thấy mẹ khỏe mạnh bình yên Thì tôi cũng chẳng khổ Tôi chỉ sợ vì tôi Hai người suốt ngày sầu lo nhưng là mẹ tôi Chỉ sợ mẹ dùng nước mắt rửa mặt Có con gái mang tiếng có tốt Mà ở làng sống yên ổn đâu Nơi này là nơi tôi sinh ra Tôi không muốn vì tôi Thầy mẹ cuốn tay nải rời xa nhà xa xứ Cậu phố muốn nói Lại không biết nói cái gì phản bác Cô nói là sự thật Dù cậu cãi thầy Nhưng đều biết nỗi khổ thầy mẹ mà Nếu không sợ Vậy đâu còn là lệ vua thu luật làng được đây Chính thế cậu càng thương cô, hy sinh chịu đựng vì một chữ hiếu. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 6 cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tập 7 trong giờ phát sóng tiếp theo nhé. Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.